Sách Gióp, chương 1 Tại trong xứ Úc Sơ, có một người tên là Gióp. Người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Người sinh được bảy con trai và ba con gái, có bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái và tôi tớ rất nhiều. Người ấy lớn hơn hết trong cả dân đông phương. Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người và sai mời ba chị em gái mình ăn uống chung với mình. Sải khi các ngày tiệc yến xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dân của lễ thiêu tùy số chúng nó vì người nói rằng dễ thường các con ta có phạm tội và trong lòng từ chối Đức Chúa Trời chăng. Gióp hằng làm như vậy. Vả một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va và Satan cũng đến trong vòng chúng. Đức Giê-hô-va phán hỏi Satan rằng: Ngươi ở đâu đến? Satan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. Đức Giê-hô-va lại hỏi Satan rằng: ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng? Nơi thế gian, chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Satan thưa với Đức Giê-hô-va rằng, Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người, và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ bán Chúa trước mặt. Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Này, các vật người có đều phó trong tay ngươi, nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Đức Giê-hô-va xảy một ngày kia, khi các con trai và con gái người đang ăn và uống rượu trong nhà anh cả chúng nó, một sứ giả đến báo tin cho Gióp rằng bò đang cài, lừa đang ăn gần bên cạnh, thì dân Sê-ba xông vào chúng nó, đoạt cướp đi và lấy lửa gươm giết các tôi tớ. Chỉ một mình tôi thoát khỏi, đặng báo tin cho ông. Người này còn đang nói, thì một người khác đến báo rằng Lửa của Đức Chúa Trời từ trên trời giáng xuống, thiêu đốt các con chiên và tôi tớ, làm cho tiêu hủy chúng nó đi. Chỉ một mình tôi thoát khỏi, đặng báo tin cho ông. Người này còn đang nói, thì một kẻ khác chạy đến báo rằng, Dân canh đê phân làm ba đạo, xông vào lạc đà, cướp đoạt đi, và lấy lửa gươm giết các tôi tớ. Chỉ một mình tôi thoát khỏi, đặng báo tin cho ông người này còn đang nói thì một kẻ khác chạy đến báo rằng các con trai và con gái ông đang ăn uống tại nơi nhà anh cả của họ kìa một ngọn gió lớn từ phía bên kia sa mạc thổi đến làm cho bốn góc nhà rung rinh nhà sập xuống đè chết các người trẻ tuổi chỉ một mình tôi thoát khỏi đặng báo tin cho ông gióp bèn chổi dậy xé áo mình và cạo đầu đoạn sấp mình xuống đất mà thờ lại và nói rằng Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời. Chương 2 Xảy ra một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va. Satan cũng có đến trong vòng chúng đặng ra mắt Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn phán hỏi Satan rằng: Ngươi ở đâu đến? Satan thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó. Đức Giê-hô-va lại phán hỏi Satan rằng: Ngươi có nhìn thấy gióp tôi tớ của ta chăng? Trên đất chẳng có ai giống như người vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa trời và lánh khỏi điều ác, lại người bền đổ trong sự hoàn toàn mình, mặc dầu ngươi có dục ta phá hủy người vô cớ. Satan thưa lại với Đức Giê-hô-va rằng: lấy gia, đền gia, phàm vật chi một người có, tất sẽ trao thế cho mạng sống mình. Nhưng bây giờ, xin Chúa hãy giơ tay ra đụng đến hại xương thịt người, ác là người sẽ phỉ bán Chúa trước mặt. Đức giê hô va phán với Satan rằng, kìa, người ở trong tay ngươi, nhưng chỉ hãy giữ mạng sống người. Satan bằng lui ra khỏi trước mặt Đức giê hô va hành hại gióp một bệnh ung độc từ bàn chân cho đến chót đầu. Gióp lấy một miếng sành đặng gãi mình và ngồi trong đống cho vợ người nói với người rằng Ủa, ông hãy còn bền đổ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ bán Đức Chúa Trời và chết đi. Người đáp lại rằng Người nói như một người đàn bà ngu muội Ủa sao? Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta chúng ta lãnh lấy còn sự tai họa mà tay Ngài dán trên chúng ta lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình. Và khi ba bạn hữu của Gióp là Elipha người Thê Mang, Binh Đác người Sua và Sofa người Naama, hay được các tai nạn đã xảy đến cho người. Mỗi người bèn hẹn nhau từ xứ mình đi đến đặng chia buồn và an ủi người. Ba bạn hữu ở xa ngước mắt lên thì chẳng nhận biết người. Bèn cất tiếng lên khóc. Mỗi người xé áo mình hất bụi lên trời mà vải trên đầu mình. Đoạn, ba bạn ngồi xuống đất với người trong bảy ngày bảy đêm, chẳng ai nói một lời với người, vì thấy sự đau đớn người lớn lắm. Chương 3 Sau việc ấy, Gióp mở miệng rủa ngày sanh mình. Gióp bèn cất tiếng nói rằng, Ngày ta đã sinh ra, khá hư mất đi. Còn đêm đã nói rằng, có được thai dựng một con trai, hãy tiêu diệt đi. Nguyện ngày ấy bị ra tâm tối. Nguyện Đức Chúa Trời từ trên cao chớ thèm kể đến và ánh sáng đừng chiếu trên nó. Chớ gì tối tâm và bóng sự chết nhìn nhận nó. Án mây kéo phủ trên nó và nhật thực làm cho nó kinh khiếp. Nguyện sự tối tâm mịt mịt hãm lấy đêm ấy. Chớ cho nó đồng lạc với các ngày của năm. Đừng kể nó vào số của các tháng. Phải nguyện cho đêm ấy bị son sẻ, tiếng vui cười chớ vang ra trong khoảng nó. Ai hay rủa sáng ngày và có tài chọc Leviathan dậy, hãy rủa xả nó. Nguyện sao chặn vạn đêm ấy phải tối tăm. Nó mong ánh sáng mà ánh sáng lại chẳng có, chớ cho nó thấy rạng đông mở ra, bởi vì đêm ấy không bế cửa lòng hoài thai ta chẳng có dấu sự đau đớn khỏi mắt ta. Nhân sao tôi chẳng chết từ trong tử cung. Nhân sao không tắt hơi khi lọt lòng mẹ. Cớ sao hai đầu gối đỡ lấy tôi và vú để cho tôi bú. Bằng chẳng vậy. Bây giờ ác tôi đã nằm an tịnh được ngủ và nghỉ ngơi. Cùng các vua và mưu sĩ của thế gian đã cất mình những lăng tẩm hoặc với các quan trưởng có vàng, và chất bạc đầy cung điện mình. Hoặc, tôi chẳng hề có như một thai xảo biệt tâm, giống các con trẻ không thấy ánh sáng. Ở đó, kẻ hung ác thôi dài rạc và các người mõn sức được an nghỉ. Ở đó, những kẻ bị tù đồng nhau được bình tĩnh, không còn nghe tiếng của kẻ hà hiếp nữa. Tại nơi ấy, nhỏ và lớn đều ở cùng nhau, và cái tôi mọi được phóng khỏi ách chủ mình. Cớ sao ban ánh sáng cho kẻ hoạn nạn và sinh mạng cho kẻ có lòng đầy đắng cay? Người như thế mong chết mà lại không được chết. Cầu thác hơn là tìm kiếm bửu vật giấu kín. Khi người ấy tìm được mồ mã thì vui vẻ và nức lòng mừng rỡ thay. Người nào không biết đường mình phải theo, và bị đức chúa trời vây bọc bốn bên sao lại được sự sống vì trước khi ăn tôi đã than xiết tiếng kêu vang tôi tuôn tôi như nước vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi tôi chẳng được an lạc chẳng được bình tịnh chẳng được an nghỉ song nỗi rối loạn đã áp đến chương 4 Bây giờ Elipha, người Thê-man, đáp lời mà rằng Nếu người ta thử nói với ông, ông sẽ mất lòng chăng? Nhưng ai cầm giữ mình không nói sao được? Kìa, ông đã dạy dỗ nhiều người Và làm cho tay yếu đuối ra mạnh mẽ Các lời nói ông đã đỡ kẻ siêu to lên Và đầu gối lung lay, ông đã làm cho vững bền Nhưng bây giờ tai nạn xảy đến ông, ông lại giận Nó lâm vào ông thì ông bị rối lòng ông kính sợ đức chúa trời ấy há chẳng phải nơi nương nhờ của ông tánh hạnh hoàn toàn của ông há chẳng phải sự trông cậy của ông sao ông hãy suy xét lại nào bao giờ có kẻ vô tội bị hư mất đâu có người ngay thẳng lại bị trừ diệt theo điều tôi đã thấy ai cài sự gian ác và gieo điều khuấy rối thì lại gặt lấy nó bởi hơi thở đức chúa trời chúng bèn hư mất Tại hơi xịt giận ngài, họ bị tiêu hao đi. Tiếng gầm của sư tử và giọng sư tử hét đã êm lặng và nanh của các sư tử con bị gãy. Sư tử mạnh bạo chết vì thiếu mồi và các sư tử con bị tản lạc. Có một lời mật thấu đến tôi, lỗ tai tôi văng vẳng nghe tiếng ấy. ban đêm, đang khi loài người ngủ mê, lòng tôi suy tưởng bèn thấy dị tượng sự kinh khủng sợ hãi xông hãm tôi khiến xương cốt tôi run rẩy có một thần đi ngang qua trước mặt tôi các lông tóc của thịt tôi bèn sững lên thần đứng đó tôi nhìn không biết mặt người có một hình dạng ở trước mặt tôi tôi nghe tiếng thầm thỉ nho nhỏ mà rằng loài người hay chết há công bình hơn đức chúa trời ư loài người há được trong sạch hơn đấng tạo hóa mình sao kìa Đức Chúa Trời không tin cậy các tôi tớ Ngài. Ngài thường trách sự điên dại của thiên sứ Ngài. Phương chi những kẻ ở chòi đất sét được cất trên nền bụi cát, bị chà nát như loài sâu mọt. Giữa khoảng sáng đến chiều, chúng bị hư nát, hằng chết luôn luôn mà chẳng có ai lưu ý đến. Dây chằng của chúng há chẳng bị dứt trong mình họ sao? Chúng thác nào được khôn ngoan chi? Chương 5 Vậy hãy kêu la. Có ai đáp lời ông chăng? Ông sẽ trở lại cùng đấng nào trong các thánh? Vì nỗi sầu thảm giết người ngu muội sự đố kỵ làm chết kẻ đơn sơ. Tôi có thấy kẻ ngu muội châm rễ ra, nhưng thình lình tới rủa xả chỗ ở của hắn. Con cái hắn không được an nhiên, bị chà nát tại cửa thành, chẳng có ai giải cứu. Người đói khát ăn mùa màng hắn, đến đổi đoạt lấy ở giữa bụi gai và bẫy gài rình của cải hắn vì sự hoạn nạn chẳng phải từ bụi cát sinh ra sự khốn khó chẳng do đất nảy lên nhưng loài người sinh ra để bị khốn khó như lằn lửa bay chớp lên không song tôi tôi sẽ tìm cầu đức chúa trời mà phó duyên cớ tôi cho ngài Ngài làm công việc lớn lao, không sao dò xét được, làm những sự diệu kỳ không thể đếm cho đặng. Ngài ban mưa xuống mặt đất, cho nước tràn đồng ruộng, nhắc lên cao những kẻ bị hạ xuống và cứu đỡ những người buồn thảm cho được phước hạnh. Ngài làm bại mưu kế của người quý quyệt, khiến tay chúng nó chẳng làm xong được việc toan định của họ. Ngài bắt kẻ khôn ngoan trong trước mắt họ, mưu kế của kẻ quỷ quái bèn bị hại. Ban ngày chúng nó gặp tối tăm, đang lúc trưa chúng rờ đi như trong đêm tối. Đức Chúa Trời cứu kẻ nghèo khỏi gươm của miệng chúng nó và khỏi tay cái cường bạo. Vậy, kẻ nghèo khốn có sự trông cậy, còn kẻ gian ác ngậm miệng lại. Người mà Đức Chúa Trời của trách lấy làm phước thay. Vậy chớ khinh sự sửa phạt của đấng toàn năng vì ngài làm cho bị thương tích rồi lại bó rịt cho ngài đánh hại rồi tay ngài chữa lành cho trong sáu cơn hoạn nạn ngài sẽ giải cứu cho qua cơn thứ bảy tai hại cũng sẽ không đụng đến mình trong cơn đói kém ngài sẽ giải cứu cho khỏi chết và đang lúc giặc giả cứu khỏi lửa gươm ông sẽ được ẩn núp khỏi tai hại của lưỡi cũng sẽ chẳng sợ chi khi tai vạ xảy đến. Ông sẽ cười thầm khi thấy sự phá hoang và sự đói kém, cũng chẳng sợ các thú vật của đất. Vì ông lập giao ước với đá đồng ruộng và các thú rừng sẽ hòa thuận với ông. Ông sẽ thấy trại mình được hòa bình, đi viếng các bầy mình sẽ chẳng thấy chi thiếu mất, cũng sẽ thấy dòng dõi mình nhiều và con cháu mình đông như cỏ trên đất. Ông sẽ được tuổi cao khi vào trong phần mộ, như một bó lúa mà người ta gặt phải thì. Này, chúng tôi có xem xét điều đó, nó vốn là vậy. Hãy nghe, hãy biết, để làm ích cho mình. Chương 6 Gióp đáp lại rằng Ôi, chớ gì nỗi buồn tôi nhắc cân cho đúng và các tai nạn tôi để lên cân thăng bằng. Vì hiện giờ, nó nặng hơn cát biển nên tại cớ ấy các lời tôi nói đại ra bởi vì các tên của đấng toàn năng trúng nhầm tôi tâm hồn tôi uống nọc độc của tên ấy sự kinh khiếp của đức chúa trời dàn trận nghịch cùng tôi chớ thì con lừa rừng nào kêu la khi có cỏ con bò nào rống khi có lương thảo vật chi lạc lẽo người ta nào ăn chẳng bỏ muối còn trong tròng trắng trứng gà đâu có mùi la gì vật gì linh hồn tôi từ chối đá đến lại trở nên vật thực gớm ghê của tôi. Ôi, chớ gì lời sở cầu tôi được thành và Đức Chúa Trời ban cho tôi điều tôi ao ước. Chớ chi Đức Chúa Trời đẹp lòng cà tán tôi, buông tay Ngài ra trừ diệt tôi. Vậy, tôi sẽ còn được an ủi và trong cơn đau đớn chẳng giảng, tôi sẽ vui mừng bởi vì không có từ chối lời phán của Đấng Thánh. Sức lực tôi nào đủ đợi cho nổi. Cuối cùng tôi sẽ ra sao mà tôi lại nhẫn nhịn được. Sức tôi há là sức đá sao thì tôi há dễ là đồng. Trong mình tôi chẳng có sự tiếp cứu. Sự khôn ngoan bị cất khỏi tôi. Ấy há chẳng phải như vậy sao? Kẻ gần xui té đáng được bạn bầu thương xót đến. E kẻ người bỏ sự kính sợ đến toàn năng anh em tôi dưới gạt tôi như dòng khe cạn nước như lòng khe chảy khô nó bị đục vì có nước đá có giá tuyết ẩn ở trong nhưng trong khi giật xuống khe bèn khô cạn lúc nắng giỏi nó lại biến khỏi chỗ nó đoàn khách đi ngang qua nó bèn tẻ tách đường đi vào trong sa mạc rồi chết mất đoàn khách ở Thê Ma tìm kiếm nước nó các kẻ bộ hành C3 nhờ cậy nó nhưng chúng bị mắc cỡ vì nhờ cậy nơi nó khi đến tại khe bèn phải hổ thẹn hiện nay các bạn cũng không ra gì hết các bạn thấy sự đáng kinh khiếp bèn run sợ tôi há có nói rằng xin cung cấp cho tôi trong tài sản của các bạn xin hãy lấy lễ vật dâng cho tôi sao hoặc cầu rằng xin hãy giải cứu tôi khỏi tay kẻ cừu địch và chuộc tôi khỏi tay kẻ hà hiếp ư hãy dạy dỗ tôi tôi sẽ nín lặng Xin chỉ cho tôi hiểu tôi đã lầm lỗi nơi nào. Lời chính trực có sức lực dường bao, còn lời trách móc của các bạn nào có trách được gì? Các bạn muốn trách móc tiếng nói sao? Xong lời nói của một người ngã lòng chỉ như luồng gió. Quả thật, các bạn sống hãm kẻ mồ côi và đào hầm gài bạn hữu mình. Vậy bây giờ, nếu các bạn muốn hãy ngó tôi. Tôi nào dám nói dối trước mặt các bạn đâu. Xin khá xét lại, chớ có sự bất công. Phải hãy xét lại vì duyên cớ tôi là công bình. Có điều bất công nơi lưỡi tôi chăng? Ổ gà tôi há chẳng phân biệt điều ác sao? Chương 7 Người ở thế gian há chẳng có sự chiến trận sao? Niên nhật người há không phải như đời của người làm mướn ư? như kẻ nô lệ ước ao bóng tối, như người làm thuê trong đợi tiền lương. Như vậy, tôi đã được các tháng khốn khó và những đêm lao khổ làm phần định cho tôi. Khi tôi nằm ngủ thì tôi nói rằng, chừng nào tôi sẽ thức dậy, bao giờ sẽ hết tối tâm. Tôi quá trăn trở cho đến rạng ngày. Thì tôi bị bao phủ dòi tửa và lấp đất, da tôi nứt nẻ và chảy mũ ra các ngày tôi qua mau hơn thoi dệt cưỡi, tiêu đi, chẳng có trông cậy gì. Ôi, xin hãy nhớ mạng sống tôi chỉ bằng hơi thở, mắt tôi sẽ chẳng còn thấy điều phước hạnh nữa. Mắt đã thấy tôi, sẽ chẳng thấy tôi nữa. Mắt Chúa đói đến tôi, nhưng tôi sẽ không còn. Mây tan ra và đi mất thể nào, kẻ xuống âm phủ không hề trở lên cũng thể ấy họ không hề trở về nhà mình nữa và xứ sở người chẳng còn biết người bởi cớ ấy tôi chẳng cầm miệng tôi trong cơn hoạn nạn của lòng tôi tôi sẽ nói ra trong cay đắng của linh hồn tôi tôi sẽ phàn nàn tôi nói cùng đức chúa trời rằng tôi há là một cái biển một kỳ vật trong biển nếu ngài đặt kẻ cầm giữ tôi bốn bên khi tôi nói giường tôi sẽ an ủi tôi nếm tôi sẽ làm hoạn nạn tôi nhẹ bớt. Bây giờ Chúa dùng chim bao làm cho tôi hoảng kinh, lấy dị tượng khiến cho tôi sợ hãi. Đến đổi linh hồn tôi chọn sự ngột hơi và chết hơn là còn sống nơi xương cốt này. Tôi đã chán sự sống, tôi sẽ chẳng sống hoài. Xin Chúa để tôi ở một mình, vì các ngài tôi chỉ là hư không. Loài người là gì mà Chúa kể là cao trọng, nhưng sao Chúa lưu ý đến người, viếng thăm người mỗi buổi sớm và thử thách người mỗi lúc mỗi khi. Nhân sao Chúa không say mắt khỏi tôi, chẳng để cho tôi bằng tịnh cho đến khi nuốt nước miếng tôi? Hỡi đấng gìn giữ loài người, nếu tôi đã phạm tội, có làm gì nghịch Chúa, nhân sao Chúa đặt tôi làm một tấm bia, đến đổi mình trở thành gánh nặng cho mình? Cớ sao Chúa không tha tội cho tôi? cất lấy gian ác khỏi tôi đi, vì bây giờ tôi sẽ nằm trong bụi đất. Chúa sẽ tìm kiếm tôi, song tôi không còn nữa. Chương 8 Binh Đác, người Su A, bèn đáp lời mà rằng, Ông sẽ nói các điều ấy đến bao giờ, và lời của miệng ông sẽ giống như gió bão đến chừng nào. Đức Chúa Trời há thiên đoán ư, đấng toàn năng há trái phép công bình sao nếu con cái ông có phạm tội cùng ngài thì ngài đã phó chúng nó vào quyền tội ác của chúng nó nếu ông cẩn thận tìm kiếm đức chúa trời cầu khẩn cùng đấng toàn năng nếu ông thanh sạch và ngay thẳng quả thật bây giờ ngài sẽ tỉnh thức vì ông và làm cho nhà công bình ông được hưng thịnh dẫu ban sơ ông vốn nhỏ mọn thì sau rốt sẽ nên trọng đại xin hãy hỏi dòng dõi đời xưa khá chăm chỉ theo sự tìm tòi của các tổ tiên vì chúng ta mới có hôm qua và chẳng biết gì bởi các ngày chúng ta trên đất khác nào một cái bóng chớ thì chúng sẽ chẳng dạy ông nói chuyện với ông và do nơi lòng mình mà đem ra những lời lẽ sao sậy há mọc nơi chẳng bưng bào ư lát há mọc lên không có nước sao khi còn xanh tươi chưa phải phát thì đã khô trước các thứ cỏ khác. Đường lối kẻ quên Đức Chúa Trời là như vậy. Sự trông cậy kẻ không kính sợ Đức Chúa Trời sẽ hư mất. Nơi người nương nhờ sẽ bị trút. Điều người tin cậy giống như vắng nhện. Người ấy nương dựa vào nhà mình, song nhà không vững chắc. Người níu lấy nó nhưng nó chẳng đứng chịu nổi. Trước mặt trời nó xanh tươi, nhành lá che phủ vườn nó rễ nó quấn trên đống đá nó mọc xỉa ra giữa đá sỏi nếu nó bị nhổ khỏi chỗ nó thì chỗ ấy bèn từ chối nó mà rằng ta chẳng hề thấy ngươi kìa ấy là sự vui sướng về đường lối nó sẽ có loài khác từ đất nảy ra kìa đức chúa trời chẳng từ bỏ người trọn vẹn cũng không giúp đỡ kẻ hung ác song chúa sẽ còn làm cho miệng ông được đầy vui cười và môi ông tràn ra tiếng reo mừng. Những kẻ ghét ông sẽ bị hổ thẹn bao phủ và nhà trại của kẻ ác sẽ chẳng còn. Chương 9 Job đáp lời lại mà rằng Quả thật, tôi biết ấy là như vậy. Nhưng làm thế nào cho loài người được công bình trước mặt Đức Chúa Trời? Nếu muốn tranh biện với Ngài, thì một lần trong ngàn lần, loài người không thể đáp lời đức chúa trời có lòng trí huệ và rất mạnh sức ai cứng cỏi với ngài mà lại được may mắn ngài dời các núi đi đánh đổ nó trong cơn giận ngài nhưng núi chẳng biết đến ngài khiến đất rúng động khỏi nền nó và các trụ nó đều chuyển lay ngài dạy biểu mặt trời nó bèn chẳng mọc ngài đóng ấn trên các ngôi sao một mình ngài trải các từng trời ra và bước đi trên các ngọn sóng biển ngài dựng nên sao bắt đẩu sao cày và sao rùa cùng những lầu cát bí mật của phương nam ngài làm những việc lớn lao không sao dò xét được những dấu kỳ chẳng xiết cho được kìa ngài đi qua gần tôi mà tôi không thấy ngài ngài sang ngang trước mặt tôi nhưng tôi chẳng nhìn thấy ngài kìa ngài vớ lấy mồi ai ngăn trở ngài được ai sẽ nói với ngài rằng chúa làm chi vậy Đức Chúa Trời không hồi cơn giận Ngài. Những kẻ giúp đỡ ra háp đều cúi mình xuống dưới Ngài. Phương Chi, tôi đáp lại với Ngài và chọn lời tranh biện cùng Ngài. Dầu khi tôi công bình, tôi cũng không dám đối lại cùng Ngài. Nhưng tôi cầu xin ơn của đấng phán xét tôi. Mặc dầu tôi kêu cầu và Ngài đáp lời tôi, tôi cũng không tin rằng Ngài lắng tai nghe tiếng tôi. Vì Ngài chà nát tôi trong cơn gió bão, và thêm nhiều vết tích cho tôi vô cớ. Ngài không để cho tôi hả hơi, nhưng Ngài khiến tôi no đầy sự đắng cay. Nếu luận về sức lực, kìa, Ngài vốn quyền năng. Nếu nói về lý đoán thì Ngài rằng, ai dám cáo kiện ta? Dẫu rằng tôi công bình, miệng mình sẽ lên án cho mình. Tuy tôi trọn vẹn, nó sẽ tỏ tôi ra gian tà. Dẫu tôi vô tội, Tôi không kể đến mình tôi. Tôi khinh bỉ mạng sống tôi. Ác và thiện thấy đều như nhau. Bởi cơ ấy nên tôi có nói, Ngài tiêu diệt người trọn vẹn cũng như kẻ gian ác. Nếu tai họa giết chết thình lình, thì Ngài chê cười sự thử thách của người vô tội. Đất bị phó vào tay kẻ gian ác. Nó che mặt những quan xét của đất. Nếu chẳng phải nó, vậy thì ai? Các ngài của tôi mau hơn kẻ trạm. Nó trốn, không thấy điều phước hạnh. Nó sớt qua mau như thuyền nan như chim ưng sông vào mồi. Nếu tôi nói, tôi sẽ quên sự than phiền tôi, bỏ bộ mặt buồn thảm tôi và lấy làm vui mừng, thì tôi sợ hãi các điều đau đớn tôi, biết rằng Ngài không cầm tôi là vô tội. Phải, tôi sẽ bị định tội. Nên cớ sao, tôi làm cho mình mệt nhọc luống công nếu tôi tắm trong nước tuyết, rửa tay tôi với nước tro, thì Ngài lại nhận tôi trong hầm, đến đổi quần áo tôi sẽ gớm ghê tôi. Vì Đức Chúa Trời chẳng phải loài người như tôi mà tôi dám đối với Ngài, để chúng ta cùng đi chịu phán xét. Chẳng có người nào phân xử giữa chúng ta, đặt tay mình trên hai chúng ta. Ước gì Chúa rút roi Ngài khỏi tôi, khiến sự kinh khiếp của Ngài chớ làm rối loạn tôi nữa. Bây giờ tôi sẽ nói chẳng sợ Ngài, nhưng tôi chẳng được như vậy. Chương 10 Linh hồn tôi đã chán ngán sự sống tôi. Tôi sẽ buông thả lời than thở của tôi. Tôi sẽ nói vì cơn cay đắng của lòng tôi. Tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời rằng, xin chớ đoán phạt tôi. Hãy tỏ cho tôi biết nhân sao Chúa tranh luận với tôi. Chúa há đẹp lòng đè ép, khinh bỉ công việc của tay Ngài và chiếu sáng trên mưu trước của kẻ ác sao? Chúa có mắt sắc thịt ư? Chúa thấy như người phàm thấy sao? Các ngày của Chúa há như ngày loài người ư? Các năm của Chúa há như năm loài người sao? Sao Chúa tra hạch gian ác tôi, tìm kiếm tội lỗi tôi, dù Chúa biết tôi chẳng phải gian ác, và không ai giải thoát khỏi tay Chúa? Tay Chúa đã dựng nên tôi, nắng giọt trót mình tôi nhưng nay chúa lại hủy diệt tôi xin chúa nhớ rằng chúa đã nắn hình tôi như đồ gốm mà chúa lại muốn khiến tôi trở vào tro bụi sao chúa há chẳng có rót tôi chảy như sữa làm tôi ra đặc như bánh sữa ư chúa đã mặc cho tôi da và thịt lấy xương và gân đang tréo tôi chúa đã ban cho tôi mạng sống và điều nhân từ sự Chúa đói hoài tôi đã gìn giữ tâm hồn tôi. Dầu vậy, Chúa giấu các điều này nơi lòng Chúa. Tôi biết điều ấy ở trong tư tưởng của Ngài. Nếu tôi phạm tội, Chúa sẽ xem xét tôi, chẳng dung tha gian ác tôi. Nếu tôi làm hung ác, thì khốn cho tôi thay. Còn nếu tôi ăn ở công bình, tôi cũng chẳng dám ngước đầu lên, vì đã bị đầy giấy sỉ nhục và thấy sự khổ nạn tôi ví bằng tôi ngước đầu lên hẳn quả chúa sẽ săn tôi như sư tử và tỏ ra nơi tôi quyền diệu kỳ của ngài chúa đặt chứng mới đối nghịch tôi và gia thêm sự giận cùng tôi đau đớn liên tiếp và thì khốn khó theo tôi nhưng sao chúa đem tôi ra khỏi lòng mẹ tôi phải chi đã tắt hơi thì chẳng con mắt nào thấy tôi Bằng vậy, tôi sẽ như đã không hề có, vì mới lọt lòng mẹ bèn bị đem đến mồ mả Các ngài tôi, há chẳng phải ít ỏi sao? Vậy Chúa ơi, khá ngưng dứt đi, hãy rời khỏi tôi đi, để tôi được an ủi một chút. Trước khi tôi đi đến xứ tối tăm và bóng sự chết, không hề trở lại. Tức đất tối đen như mực, là miền có bóng sự chết, chỉ có sự hỗn độn tại đó và ánh sáng không khác hơn tối tăm. Chương 11 Sofa người Naama đáp lại mà rằng Há chẳng nên đáp lại lời nói nhiều sao? Người già miệng há sẽ được xưng là công bình ư? Chớ thì các lời khoe khoang của ông sẽ khiến người ta nín sao? Khi ông nhạo báng há không có ai bỉ mặt ông ư? Vì ông thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, đạo lý tôi là thanh tịnh. Tôi không nhơ bợn trước mặt Chúa. À, chứa gì đẹp lòng Đức Chúa Trời mà phán và mở miệng Ngài đáp lời nghịch cùng ông. Ước chi, Ngài chỉ tỏ cho ông biết sự bí mật của sự khôn ngoan vì Ngài thông hiểu bội phần. Vậy khá biết rằng Đức Chúa Trời phạt ông lại không xứng với tội gian ác của ông. Nếu ông dò xét, há có thể hiểu biết được sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời và thấu rõ đấng toàn năng sao? Sự ấy vốn cao bằng các từng trời, vậy ông sẽ làm gì? Sâu hơn âm phủ, ông hiểu biết sao đặng. Bề dài sự ấy lại hơn cỡ trái đất và rộng lớn hơn biển cả. Nếu Đức Chúa Trời đi ngang qua, bắt người ta cầm tù và đòi ứng hầu đoán xét, thì ai sẽ ngăn trở ngài được? vì Ngài biết những người giả hình, xem thấy tội ác mà loài người không cảm biết đến. Nhưng chừng nào lừa con rừng sinh ra làm người, thì chừng nấy người hư không mới trở nên thông sáng. Vậy, nếu dọn lòng cho xứng đáng và dơ tay mình ra hướng về Chúa, bằng có tội ác trong tay ông mà ông bỏ xa khỏi mình, chẳng để sự bất công ở trong trại mình. Bây giờ, ông hẳn sẽ ngước mắt lên không tì vít gì, thật sẽ được vững vàng chẳng sợ chi. Ông sẽ quên các điều hoạn nạn mình và nhớ đến nó như nước đã chảy qua. Đời ông sẽ sáng sủa hơn ban trưa, dẫu nay tối tăm, sau sẽ hóa ra như buổi sáng. Ông sẽ ở bình an vô sự vì có sự trông cậy. Ông sẽ tìm tòi bốn bên rồi nghỉ ngơi yên hàng vô sự. Lại ông sẽ nằm không ai làm cho mình sợ hãi và lắm người sẽ tìm ơn của ông. Nhưng mắt kẻ hung ác sẽ bị hao mòn. Nó chẳng có nơi ẩn nút. Và điều nó sẽ trông mong ấy là sự tắc hơi. Chương 12 Job đáp lại rằng Hẳn chi các ngươi thật là người sự khôn ngoan sẽ đồng chết mất với các ngươi mà chớ. Xong ta cũng có sự thông sáng như các ngươi chẳng kém hơn đâu mà lại ai là người không biết những việc như thế ta đã cầu khẩn đức chúa trời và đức chúa trời đáp lời cho ta nay ta thành ra trò cười của bầu bạn ta người công bình người trọn vẹn đã trở nên một vật chê cười lòng người nào ở an nhiên khinh bỉ sự tai họa tai họa thường sẵn dáng trên kẻ nào trợt chân vấp ngã trại của kẻ cướp được may mắn. Những kẻ chọc giận Đức Chúa Trời ở bình an vô sự và được Đức Chúa Trời phó vào tay mình nhiều tài sản dư dật. Nhưng khá hỏi loài thú, chúng nó sẽ dạy dỗ ngươi. Hỏi các chim trời thì chúng nó sẽ bảo cho ngươi. Hoặc nữa, hãy nói với đất, nó sẽ giảng dạy cho ngươi. Còn những cá biển sẽ thuật rõ cho ngươi biết. Trong các loài này, loài nào chẳng biết rằng tay của đức chúa trời đã làm ra những vật ấy trong tay ngài cầm hồn của mọi vật sống và hơi thở của cả loài người lỗ tai há chẳng xét lời nói như ổ gà nếm những thực vật sao người già cả có sự khôn ngoan kẻ hưởng trường thọ được điều thông sáng nơi đức chúa trời có sự khôn ngoan và quyền năng mưu luận và thông minh đều thuộc về ngài kìa Ngài phá hủy loài người không cất lại được. Ngài giam cầm người nào, không ai mở ra cho. Này, Ngài ngăn nước lại, nước bèn khô cạn. Đoạn Ngài mở nó ra, nó bèn làm đồi tàn đất. Tại nơi Ngài có quyền năng và khôn ngoan, kẻ bị lầm lạc và kẻ làm cho lầm lạc đều thuộc về Ngài. Ngài bắt dẫn tù những kẻ bày mưu, khiến các quan xét ra điên dại. Ngài mở trói cho các vua và thắt xiềng xích nơi lưng họ. Ngài bắt dẫn tù những thầy tế lễ, đánh đổ các kẻ cường quyền. Ngài cất lời khỏi kẻ nói thành tín, làm cho kẻ già cả mất trí khôn. Ngài dán điều sỉ nhục trên kẻ sang trọng, tháo dây lưng của người mạnh bạo. Ngài bày tỏ những sự sâu nhiệm ẩn trong tâm tối, và khiến bóng sự chết hóa ra sáng sủa. Ngài khiến các dân tộc hưng thịnh rồi lại phá diệt đi, mở rộng giới hạn cho các nước, đoạn thâu nó lại. Ngài cất thông sáng khỏi những trưởng của các dân tộc thế gian, khiến chúng đi dông dài trong đồng vắng không đường lối. Chúng rờ đi trong tối tăm không có sự sáng, và Ngài làm cho họ đi ngã nghiêng như kẻ say. Chương 13 Này, mắt ta đã thấy các điều đó, tai ta có nghe và hiểu đến. Điều gì các ngươi biết, ta cũng biết với, ta chẳng kém hơn các ngươi đâu. Xong, ta muốn thưa với đấng toàn năng, ước ao biện luận cùng Đức Chúa Trời. Còn các ngươi là kẻ đúc rèn lời dối trá, thấy đều là thầy thuốc không ra gì hết. Chớ chi các ngươi nín lặng, đó sẽ là sự khôn ngoan của các ngươi. Vậy, hãy nghe lời biện luận ta, khá chăm chỉ về lẽ đối nại của miệng ta. Có phải các ngươi dám nói lời bất công với Đức Chúa Trời chăng? Các ngươi há sẽ nói điều dối trá vì Ngài sao? Các ngươi há muốn tây vị Đức Chúa Trời và cãi lẽ cho Ngài sao? Nếu Ngài dò xét lòng các ngươi, các ngươi vừa ý điều đó sao? Các ngươi há muốn phỉnh gạt Ngài như phỉnh gạt loài người sao? quả thật ngài sẽ trách phạt các ngươi nếu các ngươi lén tây vị người chớ thì sự oai nghi ngài sẽ chẳng khiến các ngươi bối rối sao sự hoảng kinh ngài há sẽ chẳng dán trên các ngươi ư châm ngôn của các ngươi chỉ như châm ngôn cho bụi những thành lũy của các ngươi thật là thành lũy buồn đất vậy hãy nín đi khá lìa khỏi ta để ta biện luận mặc dầu xảy đến cho ta điều gì cớ sao ta lấy răng cắn thịt mình và liều sinh mạng mình dẫu chúa giết ta ta cũng còn nhờ cậy nơi ngài nhưng ta sẽ binh vực tánh hạnh ta trước mặt ngài chính điều đó sẽ là sự cứu rỗi ta vì một kẻ vô đạo chẳng được đến trước mặt chúa hãy nghe kỹ càng các lời ta lời trần cáo ta khá lọt vào tai các ngươi kìa ta đã bày tỏ việc cáo tụng ta ta biết ta sẽ được xưng công bình có ai sẽ tranh luận với ta chăng ví bằng ta nín lặng quả ta tắt hơi có hai điều cầu xin chúa chớ làm cho tôi thì tôi sẽ không ẩn mình tôi khỏi mặt chúa xin chúa rút tay chúa khỏi mình tôi và sự hoảng kinh của chúa chớ làm bối rối tôi nữa đoạn hãy gọi tôi tôi sẽ thưa lại hoặc tôi nói thì chúa sẽ trả lời cho tôi số gian ác và tội lỗi tôi bao nhiêu cầu chúa cho tôi biết sự phạm luật và tội lỗi tôi nhưng sao chúa giấu mặt chúa và cầm bằng tôi là kẻ cừu địch chúa chúa há muốn khiến kinh hãi Chiếc lá bị gió đưa đi và đuổi theo cọng rạ khô sao? Vì Chúa làm cho tôi bị điều cay đắng và khiến cho tôi gánh các tội ác phạm lúc thanh niên. Đặt chân tôi trong xiền tỏa, xét các đường lối tôi và ghi ranh hạng chung quanh bước chân tôi. Còn tôi bị bể nát ra như vật mục, như một cái áo bị sâu cắn nát vậy. Chương 14 Loài người bởi người nữ sinh ra sống tạm ít ngày, bị đầy giấy sự khốn khổ. Người sinh ra như cỏ hoa rồi bị phát, người chạy qua như bóng không ở lâu dài. Dầu vậy, Chúa còn để mắt trên người giường ấy và khiến tôi đến chịu Chúa xét đoán sao? Ai có thể từ sự ô uế mà lấy ra được điều thanh sạch? Chẳng một ai. Nếu các ngày của loài người đã định rồi, nếu số tháng người ở nơi Chúa và chúa đã định giới hạn cho người mà người không qua khỏi được thì xin chúa hãy xây mắt ngài khỏi người để người đặng yên nghỉ cho đến khi mãn ngài mình như kẻ làm mướn vậy vì cây cối dẫu bị đốn còn trông cậy sẽ còn mọc lên nữa không thôi nứt chồi dẫu rễ nó già dưới đất thân nó chết trong bụi cát vừa có hơi nước nó sẽ mọc chồi và đâm nhành như một cây tơ nhưng loài người chết thì nằm tại đó loài người tắt hơi thì đã đi đâu nước hồ chảy mất đi sông cạn và khô cũng vậy loài người nằm rồi không hề chổi dậy người chẳng hề thức dậy cho đến khi không còn các từng trời và chẳng ai sẽ khiến cho người tỉnh lại khỏi giấc ngủ mình ôi chớ gì chúa giấu tôi nơi âm phủ che khuất tôi cho đến khi cân giận chúa đã nguôi định cho tôi một kỳ hẹn đoạn nhớ lại tôi. Nếu loài người chết, có được sống lại chăng? Trọn ngày giặt giả tôi, tôi đợi chờ, cho đến chừng tôi được buông thả. Chúa sẽ gọi, tôi sẽ thưa lại, Chúa sẽ đói đến công việc của tay Chúa. Nhưng bây giờ, Chúa đếm các bước tôi. Chúa há chẳng xem xét các tội lỗi tôi sao? Các tội phạm tôi bị niêm trong một cái túi và Chúa có thắt các sự gian ác tôi lại. Xong, núi lở tan thành ra bụi và hòn đá bị nhắc rời khỏi chỗ nó. Nước làm mòn đá luộc trôi bụi đất cũng một thể ý Chúa hủy sự hy vọng của loài người. Chúa hãm đánh và thắng hơn loài người luôn. Đoạn nó đi qua mất. Chúa đổi sắc mặt nó và đuổi nó đi. Các con trai người được tôn trọng, còn người nào biết đến. Chúng bị hạ xuống nhưng người cũng chẳng để ý vào. Thịt người chỉ đau đớn vì một mình người và linh hồn người chỉ buồn rầu vì chính mình người mà thôi. Chương 15 Elipha, người thê mang đáp rằng Người khôn ngoan há đáp bằng lời tri thức hư không và phình bụng mình bằng gió đông sao? Người há có nên lấy lời vô ích mà chữa mình Dùng câu giảng luận vô dụng mà binh vực sao? Thật, ông hủy điều kính sợ Đức Chúa Trời, ngăn trở sự suy gẫm trước mặt Ngài. Vì sự gian ác ông dạy dỗ cho miệng mình nói và ông chọn lưỡi của kẻ quỷ quyệt. Miệng ông định tội cho ông, chứ chẳng phải tôi, và môi ông làm chứng dối nghịch cùng ông. Có phải ông sinh ra đầu trước hết chăng? Há đã được dựng nên trước non núi sao? chớ thì ông có nghe điều bàn định trong ý nhiệm của đức chúa trời sao há chỉ một mình ông được khôn ngoan ư ông biết chi mà chúng tôi chẳng biết ông thông hiểu gì mà chúng tôi lại không thông hiểu giữa vòng chúng tôi cũng có người tóc bạc kẻ già cả được tuổi cao tác lớn hơn cha của ông sự an ủi của đức chúa trời và lời êm dịu nói cho ông nghe há là điều nhỏ mọn cho ông sao nhưng sao lòng ông bức tức và mắt ông ngó chớp lách cớ gì mà tâm thần ông phản đối cùng đức chúa trời khiến những lời dường ấy ra khỏi miệng ông loài người là chi mà lại là thanh sạch kẻ do người nữ sinh ra là gì mà lại là công bình kìa đức chúa trời không tin cậy các thánh đồ ngài đến đổi các từng trời cũng chẳng trong sạch trước mặt ngài thay phương chi một người gớm ghiếc và hư nát kẻ hay uống gian ác như nước tôi sẽ dạy ông. Ông hãy nghe tôi. Tôi sẽ thuật cho ông điều tôi đã thấy là điều kẻ khôn ngoan tỏ ra theo tổ phụ mình, không giấu giếm. Sứ đã được ban cho chúng mà thôi. Không có người ngoại bang nào được vào giữa bọn họ. Trọn đời người hung ác bị đau đớn cực lòng. Số ít năm để dành cho kẻ hà hiếp. Tiếng hoảng kinh vang nơi lỗ tai người. Đang chừng lợi đặt, bẻ phá hoại sẽ xông vào người người tưởng không ra khỏi tâm tối được và có gươm rình giết người đi. Người đi chỗ này qua nơi nọ để tìm bánh mà rằng, bánh tìm ở đâu? Người biết rằng ngày tâm tối đã sẵn bên mình. Sự gian nan buồn thảm làm cho người kinh hãi xông áp vào người như một vua sẵn sàng chinh chiến. Vì người có dơ tay lên chống cự Đức Chúa Trời và cư xử cách kiêu ngạo với đấng toàn năng. Người núp dưới gu khiên ngước thẳng cổ và xông đến chúa vì người lấy sự phì béo che mặt mình làm cho hai hông mình ra mập mạp người đã ở những thành bị phá hoại ở những nhà bỏ hoang gần trở nên đổ đống người sẽ không trở nên giàu của cải người cũng sẽ chẳng bền lâu và sản nghiệp người sẽ chẳng lan ra trên đất người sẽ chẳng được ra khỏi tối tăm ngọn lửa làm khô héo chồi của người và người sẽ bị hơi thở miệng Chúa đem đi mất. Người chớ nên cậy sự hư không mà bị lừa dối, vì sự hư không sẽ là phần thưởng của người. Sự này sẽ trọn vẹn trước nhật kỳ người chưa xảy đến, còn các nhành người sẽ chẳng xanh tươi. Người bỏ quay trái xanh mình như một cây nho, người làm rụng hoa mình như cây olive, vì dòng dõi kẻ vô đạo không sinh sản. Lửa sẽ tiêu diệt nhà trại kẻ ăn hối lộ. Họ thọ thai sự ác, bèn sinh ra điều hại tàn. Lòng họ sắm sẵn những trước gian. Chương 16 Gióp đáp rằng, Ta thường nghe nhiều lời giảng luận như vậy. Các ngươi hết thảy đều là kẻ an ủi bực bội. Các lời hư không này há chẳng hề hết sao? Điều thúc giục ngươi đáp lời là gì? Ta cũng dễ nói được như các ngươi nói. Nếu linh hồn các ngươi thế cho linh hồn ta, tất ta cũng sẽ kể thêm lời trách các ngươi và lắc đầu về các ngươi. Nhưng, ta sẽ lấy miệng ta dục lòng các ngươi mạnh mẽ, lời an ủi của môi ta sẽ giảm bớt nơi đau đớn các ngươi. Dẫu ta nói, đau đớn ta không được bớt, tuy ta nín lặng, nó lìa khỏi ta đâu. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời khiến ta mệt mỏi. Chúa đã tàn hại hết nhà của tôi. Chúa đã làm cho tôi đầy nhăn nhíu, ấy làm chứng đối nghịch cùng tôi. Sự ốm yếu tôi giấy nghịch cùng tôi, cáo kiện tôi tại ngay mặt tôi. Trong cơn thạnh nộ, người xé tôi và bắt bớ tôi, người nghiến răng nghịch tôi, kẻ cừu địch tôi trừng ngó tôi, chúng há miệng nghịch tôi, vả má tôi cách khinh thị, chúng hiệp nhau hãm đánh tôi. Đức Chúa Trời, đã phó tôi cho kẻ vô đạo, trao tôi vào tay kẻ gian ác. Tôi xưa bình tĩnh, Ngài bèn tàn hại tôi. Ngài có nắm cổ tôi và bể nát tôi, cũng đặt tôi làm tấm bia cho Ngài. Các mũi tên Ngài vây phủ tôi, Ngài bắn lưng hông tôi không thương tiếc, đổ mặt tôi xuống đất. Ngài làm cho tôi bị thương tích này trên thương tích kia, xông vào tôi như một kẻ mạnh bạo, tôi đã may cái bao trên da tôi tôi hạ mặt tôi xuống bụi đất mặt tôi sưng đỏ lên vì cớ khóc bóng sự chết ở nơi mí mắt tôi mặc dầu tại trong tay tôi không có sự hung dữ và lời cầu nguyện tôi vốn tinh sạch ôi đất chớ lấp huyết ta ước gì tiếng than kêu tôi không có chỗ ngưng lại chín giờ này đấng chứng tôi ở trên trời và đấng bảo lãnh cho tôi ở tại nơi cao các bạn hữu tôi nhạo bán tôi. Còn tôi hướng về Đức Chúa Trời mà khóc, để Ngài phân xử giữa loài người và Đức Chúa Trời, giữa con cái loài người và đồng loại nó. Vì ít số năm còn phải đến, rồi tôi sẽ đi con đường mà tôi chẳng hề trở lại. Chương 17 Hơi thở tôi bay đi, các ngày tôi hầu hết, mồ mã sẵn dành cho tôi. Kẻ cười nhạo vây chung quanh tôi, Mắt tôi hằng nom sự sỉ nhục của chúng nó. Xin Chúa ban cho tôi một bằng cớ, hãy bảo lãnh tôi bên Chúa, vì ngoài Chúa ai sẽ bảo lãnh cho tôi? Vì Chúa khiến lòng chúng không thông sáng, nên Chúa sẽ không cất chúng cao lên. Người nào nộp bằng hữu mình cho bị cướp, mắt của con cái nó sẽ bị hao mòn. Nhưng Đức Chúa Trời có làm tôi trở nên tục ngữ của dân sự chúng khạc nhổ nơi mặt tôi mắt tôi lư lờ vì buồn rầu tứ chi tôi thảy đều như một cái bóng các người ngay thẳng đều sẽ lấy làm lạ còn người vô tội sẽ nổi giận cùng kẻ ác tệ song người công bình sẽ bền vững trong đường lối mình và người có tay tinh sạch sẽ càng ngày càng được mạnh dạn nhưng hỡi các ngươi hết thảy khá biện luận lại nữa song ta không thấy trong các ngươi có ai khôn ngoan các ngày tôi đã qua các mưu ý tôi tức các thiết ý của lòng tôi đã bị diệt chúng lấy đêm trở làm ngày trước sự tối tăm chúng nói rằng ánh sáng hầu gần nếu tôi trông cậy âm phủ làm nhà tôi nếu tôi đặt giường tôi tại nơi tối tăm ví tôi đã nói với cái huyệt rằng ngươi là cha ta với sâu bọ rằng các ngươi là mẹ và chị ta Vậy thì sự trông cậy tôi ở đâu? Sự trông cậy tôi, ai sẽ thấy nó được? Khi tôi được an nghỉ trong bụi đất, thì sự trông cậy sẽ đi xuống cửa âm phủ. Chương 18 Binh Đác, người su a bèn đáp rằng Ông gài bẫy bằng các lời mình cho đến chừng nào? Hãy suy nghĩ rồi chúng tôi sẽ nói nhưng sao chúng tôi bị coi như thú vật và ngu dại trước mặt ông? Ông nổi giận, bèn xẻ rạch mình. Há vì ông mà trái đất sẽ bị bỏ hoang và hoàng đá phải rời đi khỏi chỗ nó sao? Thật ánh sáng kẻ ác sẽ tắt đi, ngọn lửa của hắn không chói nữa. Ánh sáng sẽ mờ tối trong trại hắn, ngọn đèn hắn sẽ tắt ở bên hắn. Các bước mạnh bạo hắn sẽ bị cuồng đi chính các mưu trước người sẽ đánh đổ người vì hắn bị chân mình hãm vào cái bẫy và đi trên mảnh lưới. Cái bẫy sẽ thắt hắn nơi gót chân và giò lưới sẽ bắt nó. Có sợi dây khuất dưới đất và cái bẫy ẩn tại trên đường để hãm lấy nó. Từ bốn phía, sự kinh khủng sẽ làm cho hắn bối rối, xô đẩy người đây đó, buộc vấn bước người sức lực hắn vì đói khát sẽ ra yếu và tai họa trực sẵn ở bên cạnh người. Các chi thể hắn sẽ bị tiêu nuốt, tất sẽ bị con đầu lòng của sự chết tiêu nuốt. Hắn sẽ bị rút ra khỏi nhà trại mình là nơi hắn nương cậy, đoạn bị dẫn đến vua của sự kinh khiếp. Kẻ chẳng thuộc về hắn sẽ ở trong trại hắn, còn diêm sinh sẽ rải ra trên chỗ ở của nó ở dưới thì rễ hắn khô héo ở trên lại bị chặt nhành kỷ niệm hắn sẽ bị diệt khỏi thế gian danh hắn không lưu lại trên mặt đất hắn bị xô đuổi khỏi ánh sáng mà vào tối tăm và người ta khu trục nó khỏi thế gian hắn sẽ chẳng có con cháu giữa dân sự mình cũng không có ai còn sống tại trong nơi ở mình những người hậu sinh sẽ lấy làm sững sờ về ngày của hắn, y như kẻ tiền bối đã lấy làm kinh khiếp. Quả thật, đó là nơi ở của kẻ bất công, và ấy là chốn của người không biết Đức Chúa Trời. Chương 19 Gióp bèn đáp lời rằng, Các ngươi làm buồn lòng ta đến chừng nào, và lấy lời giảng luận khiến cực nhọc ta đến bao giờ. Kìa, đã mười lần các ngươi quở trách ta, bạc đãi ta mà không mắc cỡ. Dầu ta có thật lầm lỗi thế nào, sự lỗi ta vẫn ở nơi ta. Nếu thật các ngươi muốn tự cao đối cùng ta, lấy sự sỉ nhục ta mà trách móc ta, vậy hãy biết rằng, ấy Đức Chúa Trời đã đánh đổ ta và giăng lưới ngài chung quanh ta. Này, tôi kêu la về sự hung bạo, song tôi chẳng đặng nhậm lời tôi kêu cầu tiếp cứu bèn không có sự công bình. Chúa có chặn đường tôi, tôi chẳng đi qua được. Ngài có để tâm tối trên đường lối tôi. Ngài có bóc lột sự vinh quang tôi và cất mão triều khỏi đầu tôi. Ngài có làm đồi tệ tôi tứ phía và tôi hư mất đi. Ngài rứt nhổ sự trông cậy tôi như cây cối. Ngài cũng nổi thạnh nộ cùng tôi, cầm tôi là một kẻ cừu địch Ngài các đạo binh ngài đã cùng nhau kéo tới đắp đường họ để đến hãm đánh tôi và đóng ở chung quanh trại tôi ngài khiến các anh em tôi lìa xa tôi và những người quen biết tôi trở nên kẻ lạ các thân thích đều lìa bỏ tôi các mật hữu tôi đã quên tôi những kẻ ở trong nhà tôi và các tớ gái tôi đãi tôi như một khách lạ trước mặt chúng Tôi đã trở thành một người ngoài. Tôi gọi kẻ tôi tớ tôi mà nó không thưa. Dẫu tôi lấy miệng mình này xin nó cũng vậy. Hơi thở tôi làm gớm ghét cho vợ tôi và con trai của mẹ tôi ghét lời cầu khẩn tôi. Đến đội những đứa trẻ cũng khi tôi. Nếu tôi trỗi dậy, chúng nó nhạo bán tôi. Các bạn thân thiết đều gớm ghét tôi. Những người tôi thương mến đã trở nghịch tôi xương cốt tôi sát vào da và thịt tôi. Tôi đã thoát được, chỉ còn da bọc răng mà thôi. Hỡi các bằng hữu tôi, hãy thương xót tôi, hãy thương xót tôi, vì tay của Đức Chúa Trời đã đánh tôi. Cớ sao các bạn bắt bớ tôi như Đức Chúa Trời và chưa no nê thịt tôi sao? Ôi, chớ chi các lời tôi đã biên chép, ước gì nó được ghi trong một quyển sách. Chớ gì Lấy cây viết bằng sắt và chì mà khắc nó trên đá lưu đến đời đời. Còn tôi, tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Đến lúc cuối cùng, Ngài sẽ đứng trên đất. Sau khi da tôi, tức xác thịt này đã bị tan nát, bây giờ, ngoài xác thịt, tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời. Chính tôi sẽ thấy Ngài, mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài chứ chẳng phải kẻ khác lòng tôi hao mòn trong mình tôi. Nếu các bạn nói rằng chúng ta sẽ khuấy rầy người làm sao và rằng căn nguyên tai họa vốn tiềm tại trong mình tôi khá sợ mũi gươm vì gươm là một khí giới hung tàn phạt tội gian ác để các bạn biết rằng có sự phán xét. Chương 20. Sofa, người Naama bèn đáp rằng vì cớ ấy tư tưởng tôi chỉ dạy cho tôi lời đáp và tại lời đó tâm thần tôi bị cảm động trong mình tôi tôi đã nghe lời trách móc làm hổ thẹn tôi trí khôn tôi lấy sự thông minh mà đáp lời hãy biết rõ rằng từ đời xưa từ khi loài người được đặt nơi thế gian thì sự thắng hơn của kẻ ác không có lâu và sự vui mừng của kẻ vô đạo chỉ một lúc mà thôi dầu sự kiêu căng nó cất lên đến tận trời dầu cho đầu nó đụng chí mây thì nó sẽ bị tiêu diệt đời đời như phân bón nó những người đã thấy nó sẽ hỏi rằng nó ở đâu nó bay đi như một cơn chim bao không ai gặp nó lại thật nó sẽ biến mất như dị tượng ban đêm con mắt đã thường xem nó sẽ không thấy nó lại nơi nó ở cũng sẽ chẳng còn nhìn nó nữa con cái nó sẽ cầu ơn kẻ nghèo và tay nó sẽ thường lại tài sản mà sự hung bạo nó đã cướp giật. Tứ chi nó đầy sức lực của buổi đang thì nhưng sẽ nằm chung với nó trong bụi đất. Dẫu sự ác lấy làm ngọt ngào cho miệng nó, dẫu ẩn dưới lưỡi hắn, dẫu hắn chiếu mến sự ác không từ bỏ nó, nhưng giữ nó lại trong miệng mình, thì vật thực nó sẽ biến nơi can tràn và thành ra mật rắn hổ trong bụng nó. Nó có nuốt của cải rồi lại mửa ra. Đức Chúa Trời sẽ tống của ấy ra khỏi bụng nó. Nó sẽ muốt nọc rắn hổ. Lưỡi của rắn lục sẽ giết nó. Nó sẽ chẳng thấy sông và dòng chảy mật cùng mở sữa ra. Nó phải trả hoa lợi về công việc mình, không được nuốt nó. Phải thương lại tùy theo giá nó, không được hưởng của ấy vì nó có hà hiếp, bỏ bê kẻ nghèo, cướp lấy nhà cửa mà nó không có xây cất. Bởi vì nó không biết an tịnh trong mình, nó sẽ chẳng được bảo thủ gì về các điều mình ưa thích hơn hết. Chẳng chi thoát khỏi sự mê ăn của nó, cho nên sự may mắn nó chẳng bền lâu. Đang khi dư dật, nó sẽ bị cùng túng. Các người khốn khổ sẽ tra tay vào mình nó. Đức Chúa Trời sẽ sai thịnh nộ Ngài hãm mình nó, đặng làm cho lòng nó đầy dẫy. Ngài sẽ dán cơn giận Ngài trên mình nó, chính trong lúc nó ăn bữa. Nó sẽ trốn lánh khỏi khí giới sắt còn cây cung đồng sẽ soi lũng nó. Nó nhổ tên ra khỏi thân nó, mũi gươm bóng người rút ra khỏi gan nó, các sự kinh khiếp hãm áp nó. Cả sự tối tâm đã dành làm bửu vật cho nó. Lửa người ta không thổi sẽ thiêu đốt nó và cái còn sót lại trong trại nó sẽ bị tiêu diệt đi. Các từng trời sẽ bày tỏ gian ác nó ra, và đất sẽ dấy lên nghịch cùng nó. Hoa lợi của nhà nó sẽ bị đem đi mất, tài sản nó sẽ bị trôi đi trong ngày thạnh nộ của Chúa. Đó là phần mà Đức Chúa Trời dành cho kẻ hung ác, và ấy là cơ nghiệp mà Ngài định cho nó. Chương 21 Gióp đáp rằng, hãy nghe kỹ càng lời giảng luận tôi thì điều đó sẽ thế cho sự an ủi của các bạn hãy nhịn nhục tôi để tôi nói sau khi tôi đã nói các bạn hãy cứ nhạo báng đi còn về phần tôi than vang tôi há hướng về loài người sao nhân sao trí tôi không hết nhịn nhục hãy xem xét tôi và lấy làm lạ khá lấy tay bụm miệng mình khi nào tôi nhớ lại tôi bằng bị kinh hoảng rỡn óc cả và thịt tôi cớ sao kẻ gian ác sống trở nên già cả và quyền thế cường thạnh dòng dõi chúng nó thành lập có mắt chúng nó thấy và con cháu họ ở trước mặt họ nhà của chúng nó được bình yên không sợ gì roi của đức chúa trời chẳng đánh mình chúng nó bò đực chúng nó sinh sản không hề thiếu kém bò cái họ sinh đẻ không có sảo. Chúng nó cho các đứa trẻ mình đi ra như một bầy chiên và con cái họ giỡn chơi nhau, hát múa theo tiếng trống nhỏ và đừng cầm và vui mừng theo tiếng kèn sáo. Chúng nó may mắn trải qua các ngày đời mình rồi bỗng chốc xa xuống âm phủ. Chúng nó nói với Đức Chúa Trời rằng Ngài hãy lìa xa chúng tôi vì chúng tôi không muốn biết đạo của Ngài. Đấng toàn năng là chi mà chúng tôi phải phục sự Ngài? Nếu chúng tôi cầu khẩn Ngài thì được ích gì? Kìa, sự may mắn chúng nó chẳng ở nơi tay chúng nó. Các mưu trước kẻ ác cách xa tôi. Cái đèn kẻ ác tắt, tai họa giáng trên chúng nó và trong cơn thạnh nộ, Đức Chúa Trời phân phát đau đớn cho chúng nó. Điều đó há có thường xảy đến sao? há năng xảy ra chúng nó phải như rơm trước gió, như trấu bị bão cất đi sao? Các bạn nói rằng, Đức Chúa Trời dành sự hình phạt về hung ác nó cho con cái nó. Đức Chúa Trời khá báo cho chính mình nó để nó biết. Khá chính con mắt hắn xem thấy điều hư hoại mình và uống được sự thạnh nộ của đấng toàn năng. Vì khi số ngày định cho nó đã hết rồi, nó nào kể chi đến gia quyến sau nó. Đức Chúa Trời xét đoán những người cao vị. Vậy, người ta há sẽ dạy tri thức cho Ngài sao? Kẻ này thác giữa chừng mạnh mẽ, được thanh nhàn và bình an mọi bề. Hai bình người đầy sữa và tủy xương người nhuần đượm. Kẻ khác lại chết giữa chừng cay đắng linh hồn, chẳng hề được nếm điều phước hạnh gì hết. Cả hai đều nằm chung trong bụi đất, giòi sâu che lấp họ này tôi biết ý tưởng các bạn cùng các mưu kế các bạn toan dùng đặng tàn hại tôi vì các bạn nói rằng nhà kẻ cường bạo ở đâu trại kẻ ác ở nơi nào chớ thì các bạn chẳng hề hỏi khách qua đường sao há chẳng nhờ chứng cớ của họ mà nhìn biết chăng trong ngày tai họa kẻ hung ác được khỏi và trong ngày thạnh nộ nó được thoát tại trước mặt hắn ai dám trách hắn vì tánh hạnh hắn ai sẽ báo ứng điều hắn đã làm nó sẽ được đưa đến huyệt mã và người ta sẽ canh giữ phần mộ nó các cục đất của trũng lấy làm êm dịu cho nó mọi người đều đi noi theo và kẻ đi trước thì vô số vậy sao các bạn an ủi tôi vô ích giường ấy vì những câu đáp của các bạn chỉ còn sự bất trung mà thôi chương 22. Elipha người thê mang bèn đáp rằng, Loài người có ích lợi chi cho Đức Chúa Trời chăng? Người khôn ngoan chỉ ít lợi cho chính mình mình mà thôi. Dầu ông công bình, đấng toàn năng có vui chi chăng? Tánh hạnh ông trọn vẹn ấy được ích lợi gì cho Ngài sao? Có phải vì Ngài sợ ông nên Ngài trách phạt và xét đoán ông chăng? Sự giữ của ông há chẳng phải lớn sao? Các tội ác ông há không phải vô cùng ư? Vì ông đã lấy của cầm của anh em mình vô cớ và lột quần áo của kẻ bị trần truồng. Ông không cho kẻ khác xin nước uống, chẳng ban cho người đói bánh ăn. Còn người cương thạnh, đất tất thuộc về người. Ai được nể vì đã ở tại đó. Ông có đuổi kẻ quá bùa đi tay không? bẻ gãy nơi nương nhờ của kẻ mồ côi. Bởi cớ ấy, ông bị bẫy bao vây và sự kinh khủng thình lình làm ông rối cực hoặc tối tâm ngăn cản cho ông không thấy và nước tràn chìm ngập ông. Đức Chúa Trời há chẳng phải cao như các tường trời kia. Hãy xem chót các ngôi sao cao biết bao nhiêu. Còn ông nói, Đức Chúa Trời biết điều gì Ngài có thể xét đoán ngang qua tâm tối đen kịt sao? Đám mây mịt mịt che phủ ngài nên ngài chẳng thấy. Ngài bước đi trên bầu các tầng trời. Ông sẽ giữ theo lối xưa mà các kẻ gian ác đã đi sao? Chúng nó bị trước diệt trước kỳ định. Cái nền họ bị dòng nước đánh trôi đi. Chúng nó nói với Đức Chúa Trời rằng: "Chúa hãy lìa khỏi chúng tôi." Lại rằng, đấng toàn năng sẽ làm được gì cho chúng ta? Dẫu vậy, Ngài có làm cho nhà họ đầy vật tốt. Nguyện các mưu chứa kẻ ác hãy cách xa tôi. Người công bình thấy điều đó và vui mừng, còn người vô tội sẽ nhạo báng chúng nó mà rằng: Kẻ giấy lên cùng chúng tôi quả hẳn bị diệt, và kẻ nào sót lại của chúng, lửa đã thiêu đốt đi. Ấy vậy, ông hãy hòa thuận với Ngài hãy ở bình an. Nhờ đó, phước hạnh sẽ dán cho ông. Hãy nhận lãnh luật pháp từ nơi miệng Ngài và để các lời Ngài vào lòng của mình. Nếu ông trở lại cùng đấng toàn năng, tất ông sẽ được lập lại. Nếu ông trừ bỏ sự gian ác khỏi trại mình, ném bửu vật mình vào bụi đất và quăng vàng ô phia giữa các hòn đá của khe, thì đấng toàn năng sẽ là bửu vật của ông ngài sẽ là bạc quý cho ông vì bây giờ ông sẽ được vui sướng nơi đấng toàn năng và được ngước mắt lên cùng đức chúa trời ông sẽ cầu khẩn cùng ngài ngài sẽ nghe lời mình và ông sẽ trả xong lời khẩn nguyện mình nếu ông nhất định việc gì việc ấy chắc sẽ được thành ánh sáng sẽ chói trên đường lối mình khi người ta gây cho mình bị hạ xuống thì ông sẽ nói rằng hãy chổi lên. Còn kẻ khiêm nhường, Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi. Đến đổi Ngài sẽ giải cứu kẻ có tội. Thật, kẻ ấy sẽ nhờ sự thanh sạch của tay ông mà được cứu. Chương 23 Gióp đáp rằng, cho đến ngày nay, sự than xiết tôi hãy còn cay đắng. Tay đè trên tôi nặng hơn sự rên xiết tôi. Ôi, chớ chi tôi biết nơi nào tìm được chúa hầu cho đi đến trước tòa án của ngài tôi hẳn sẽ giải bài duyên cớ tôi trước mặt ngài và làm đầy miệng tôi những lý luận tôi sẽ biết các lời ngài đáp lại cho tôi và hiểu điều ngài muốn phán cùng tôi chúa há sẽ lấy quyền năng lớn lao ngài mà tranh luận với tôi sao không ngài sẽ chú ý về tôi tại đó người ngay thẳng sẽ luận biện với ngài và tôi được thoát khỏi kẻ đoán xét tôi đến mãi mãi. Này, tôi đi tới trước nhưng không có ngài tại đó. Tôi đi lại sau, xong tôi cũng chẳng nhìn thấy ngài. Qua phía tả khi ngài đang làm công việc đó, xong tôi không phân biệt ngài được. Ngài ẩn tại phía hữu nên tôi chẳng thấy ngài. Nhưng Chúa biết con đường tôi đi, khi ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng chân tôi bén theo bước Chúa. Tôi giữ đi theo đường Ngài chẳng hề sai lệch. Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng tôi. Nhưng Chúa đã một ý nhất định, ai làm cho Ngài đổi được? Điều gì lòng Ngài muốn, ác Ngài làm cho thành. Điều Ngài đã nhất định cho tôi, tất Ngài sẽ làm cho xong. Trong lòng Ngài còn có lắm điều khác giống như vậy. Bởi cơ ấy, tôi kinh khủng trước mặt Ngài. Khi nào tôi tưởng đến bèn sợ hãi Ngài. Vì Đức Chúa Trời khiến lòng tôi buồn ruộng, đấng toàn năng làm cho tôi hoảng sợ. Vì tôi chẳng sợ sệt bởi sự tối tâm, cũng chẳng sợ hãi vì u ám mù mịt che phủ mặt tôi. Chương 24 Nhưng vì đấng toàn năng đã định kỳ phạt ác, cớ sao ngài không khiến kẻ nhận biết ngài được thấy ngài ấy có người dời suột mộc giới ăn cắp bầy chiên rồi dẫn cho ăn chúng cướp dẫn lừa của kẻ mồ côi lấy bò của người quá bụa làm của cầm chúng khiến kẻ nghèo lìa bỏ đường chính đáng kẻ khốn cùng của thế gian đồng nhau đi ẩn tránh kìa vừa sớm mai chúng đi ra làm công việc mình tìm lương thực mình như lừa rừng nơi đồng vắng đồng vắng cấp thực vật cho con cái chúng nó chúng nó thâu góp rơm cỏ tại trong đồng ruộng mót trái nho trong vườn nho của kẻ làm ác trọn đêm chúng nó nằm trần truồng không quần áo và chẳng có mền đắp khỏi lạnh chúng nó bị dầm mưa núi không nơi đuột, bèn nép mình vào hòn đá có người cướp kẻ mồ côi cha con bú bắt thế chân áo trên mình kẻ nghèo đến đổi người nghèo phải đi trần không áo vác những bó lúa mà bị đói chúng ép dầu trong kho chủ mình đạp trái nho nơi thùng mà bị khác từ trong thành nổi lên tiếng thở than của người ta linh hồn kẻ bị thương kêu vang song đức chúa trời không kể đến tội ác vẫn phạm tại đó cũng có kẻ khác thù nghịch với ánh sáng không biết đạo của ánh sáng và chẳng đi trong con đường nó vừa rạng ngày kẻ giết người chối dậy giết kẻ nghèo khổ và túng cùng còn ban đêm nó như kẻ trộm mắt kẻ hành dâm cũng trông ngóng khi chập tối mà nói rằng chẳng một mắt ai sẽ thấy tôi và nó che kín mặt mình đang đêm tối tăm chúng nó khoét nhà ban ngày lại rút ẩn mất chúng nó chẳng biết ánh sáng. Buổi sáng vốn là bóng chết cho chúng nó thay thải vì chúng nó biết sự kinh hãi về bóng sự chết. Chúng nó qua trong chóng như vật nhẹ trôi nơi mặt nước. Phần nghiệp họ bị rủa xả tại trên đất, chẳng còn trở về lối vườn nho nữa. Sự khô hạn và sự nắng tiêu tan nước tuyết đi. Âm phủ cũng làm như vậy cho những kẻ có tội. Lòng mẹ sẽ quên chúng nó đi các sâu bọ ăn ngon chúng nó. Người ta không còn nhớ họ nữa và sự gian ác sẽ bị bẻ gãy ra như cây cối. Chúng nó cướp giật người đàn bà son sẻ không sinh con, chẳng làm điều lành cho người quá bụa. Xong Đức Chúa Trời lấy quyền năng Ngài mà bảo toàn người thế lực. Ngài đỡ lên, kẻ hết trông được bảo toàn mạng sống mình. Đức Chúa Trời ban cho chúng sự vững vàng, chúng nương cậy nơi sự ấy nhưng con mắt ngài coi chừng đường lối của chúng. Chúng được cao trọng, đoạn một ít lâu chẳng còn nữa. Chúng ngã xuống, bị cất đem đi như mọi người khác. Họ bị cắt như ngọn giá lúa vậy. Nếu điều đó chẳng vậy, ai bắt lẽ tôi nói dối và diệt lời giảng luận tôi ra hư không? Chương 25 Binh Đác, Người Sua bèn đáp rằng quyền quản trị và sự sợ hãi thuộc về chúa ngài khiến hòa bình trong các nơi cao của ngài ai cai được số của đạo binh chúa có ai mà ánh sáng ngài không chói đến sao làm sao loài người được công bình trước mặt đức chúa trời kẻ nào bị người nữ sinh ra sao cho là trong sạch được kìa mặt trăng không chiếu sáng các ngôi sao chẳng tinh sạch tại trước mặt ngài thay phương chi loài người vốn giống như con sâu và con cái loài người giống như một con giòi bọ. Chương 26 Gióp cất tiếng đáp rằng Ngươi đã phù trợ kẻ không quyền giường nào Tiếp cứu cánh tay chẳng sức lực Khuyên luận kẻ vô tri Và tỏ biết bao sự khôn sáng chân thật Ngươi đã giảng luận cho ai Linh hồn của ai bởi ngươi mà ra kẻ qua đời run rẩy dưới nước lớn và muôn vật ở đó cũng vậy âm phủ bày lộ ra trước mặt đức chúa trời và vực sâu không màng che khuất chúa trải bắt cực ra trên vùng trống treo trái đất trong khoảng không không ngài ém nước trong các án mây ngài mà án mây không bước ra vì nước ấy ngài che khuất bề mặt của ngai ngài và trải mây ngài ở trên nó Ngài đã vẽ một vòng tròn trên mặt nước, cho đến nơi giới cực của ánh sáng và tối tăm giáp nhau. Những trụ của các tầng trời rúng động và sững sờ khi Đức Chúa Trời hăm dọa. Ngài lấy quyền năng mình mà khiến biển dậy lên và nhờ sự khôn ngoan mình mà đánh vỡ ra háp. Thần Chúa điểm trang các tầng trời. Tay Chúa đấm lũng rắn thoảng qua lẻ. Kìa, ấy chỉ là biên giới của các đường lối ngài. Ta được nghe tiếng nói về Chúa sầm xì nhỏ thay, nhưng ai hiểu rõ tiếng sống của quyền năng ngài? Chương 27 Gióp tiếp nói lẽ luận cao mình mà rằng Đức Chúa Trời đã đoạt lấy lý tôi, đấng toàn năng khiến linh hồn tôi bị cay đắng. Tôi chỉ sinh mạng của Ngài mà thề rằng, hễ hơi thở tôi còn ở mình tôi và sinh khí của Đức Chúa Trời còn trong lỗ mũi tôi. Quả hẳn, môi tôi sẽ chẳng nói sự gian ác, lưỡi tôi cũng không giảng ra điều giả dối. Khi tôi đoán xét, không thể nào cho các bạn là phải. Cho đến kỳ chết, tôi chẳng hề thôi quả quyết rằng tôi trọn vẹn. Tôi giữ chặt sự công bình mình, không rời bỏ nó. Trọn đời tôi, lòng tôi sẽ chẳng cáo trách tôi ước gì cừu địch tôi bị xử như kẻ ác và kẻ giấy lên nghịch cùng tôi bị cầm như kẻ trái lẽ công bình dẫu kẻ ác được tài sản đức chúa trời cất lấy linh hồn nó đi vậy sự trông cậy kẻ ác là gì khi sự hoạn nạn xảy đến cùng hắn đức chúa trời há sẽ nghe tiếng của hắn sao có phải hắn sẽ tìm được sự vui sướng mình nơi đấng toàn năng và thường thường cầu khẩn đức chúa trời sao tôi sẽ chỉ dạy cho các bạn việc tay đức chúa trời làm không giấu các bạn ý của đấng toàn năng này chính các bạn đã thấy điều đó vậy nhân sao còn có những tư tưởng hư không kia này là phần mà đức chúa trời định cho kẻ ác và cơ nghiệp của kẻ cường bạo nhận lãnh từ đấng toàn năng nếu con cái hắn thêm nhiều ấy để cho gươm giết. Còn dòng dõi hắn, ắt không ăn cho no nê được. Kẻ còn sống sót lại của hắn bị sự chết vùi dập và người quá bụa hắn sẽ không than khóc. Dẫu hắn có thâu góp bạc tiền như cát bụi, sắm sửa quần áo nhiều như buồn. Thật, hắn sắm sửa, xong rồi ra, người công bình sẽ mặc lấy, còn bạc, kẻ vô tội sẽ chia nhau. Người cất nhà mình như ổ sâu trùng, như chòi mà người giữ vườn nho thường cất. Hắn nằm xuống giàu có, xong sẽ chẳng được liệm. Nó mở con mắt ra, bèn chẳng còn nữa. Sự kinh khiếp thình linh áp vào hắn như thể nước luộc. Bảo tố đoạt lấy hắn trong lúc ban đêm. Gió đông đem hắn đi, bèn biệt mất. Một luồng dông lớn rứt hắn đi khỏi chỗ hắn. Đức Chúa Trời dán tai vạ trên mình hắn, chẳng thương xót lấy. Hắn rất muốn chạy trốn khỏi tay ngài. Người ta sẽ vỗ tay mừng về việc hắn và hút gió đuổi hắn khỏi chỗ ở của hắn. Chương 28 Bạc có mỏ để người ta đào lấy nó và vàng có nơi người ta luyện nó. Sắt từ nơi đất lấy ra, đá đúc chảy ra mà lấy được đồng loài người làm tan tâm tối do xét đến cùng tột. Hòn đá ở nơi âm ẩm tối tâm đen kịt. Người ta đào mỏ xa chỗ loài người ở trên thế. Tại trong nơi vắng vẻ không chân người đi đến. Chúng bị treo và đồng đưa xa cách loài người. Đất sinh ra lương thực. Còn ở bên dưới nó dường như bị lửa sao lộn. Các đá nó là chỗ có ngọc bích. Người ta tìm được mạc vàng tại đó chim ăn mồi chẳng biết đường lối này. Mắt chim ưng không tìm nó ra được. Thú dữ không hề bước trên nó. Sư tử chẳng có đi ngang qua đó. Loài người tra tay trên hòn đá cứng, đánh đổ các núi từ nơi nền của nó. Người độc hang trong hòn đá, mắt nó tìm được mọi bửu vật ở trong. Người ngăn nước sông để chẳng rịn ra, đem ra sáng điều chi ẩn bí. Còn sự khôn ngoan tìm được ở đâu? Tại nơi nào có sự thông sáng? Người ta chẳng biết được giá trị nó. Nó không ở tại trên đất của loài sống. Vực sâu rằng nó chẳng có trong tôi và biến rằng nó không ở cùng tôi. Chẳng dùng vàng ròng đổi lấy nó đặng cũng không hề cân bạc mà mua được nó. Người ta không đánh giá nó với vàng ô phia hoặc với ngọc hồng mã não hay là với ngọc bích chẳng sánh nó được với vàng hay là pha lê, cũng không đổi nó để lấy khí dụng bằng vàng ròng. Còn sang hô và thủy tinh thì chẳng cần nói đến. Giá trị sự khôn ngoan thật cao hơn châu báu. Ngọc sắc vàng Ethiopia nào sánh cùng nó được đâu, cũng không hề đánh giá nó với vàng ròng. Vậy thì, sự khôn ngoan ở đâu đến? Sự thông sáng ở tại nơi nào? nó vẫn giấu khuất mắt các loài sống và tránh ẩn các chim trời. Chốn trầm luân và sự chết nói rằng, lỗ tai chúng tôi có nghe tiếng đồn về nó. Đức Chúa Trời thông hiểu con đường nó và rõ biết chỗ ở của nó, vì Ngài nhìn thấu tận các đầu thế gian và thấy rõ khắp thiên hạ. Khi Ngài định sức nặng cho gió, độ lượng cho các nước, định luật lệ cho mưa và lập đường lối cho chớp và sấm. Bây giờ, Ngài thấy sự khôn ngoan và bày tỏ nó ra. Ngài lập nó và dò xét nó nữa. Đoạn phán với loài người rằng, Kính sợ Chúa, ấy là sự khôn ngoan. Tránh khỏi điều ác, ấy là sự thông sáng. Chương 29 Gióp, cứ nói lẽ luận cao mình mà rằng, Ôi, ước gì tôi được như buổi trước, như trong các ngày mà Đức Chúa Trời gìn giữ tôi, khi ngọn đuốc Chúa soi trên đầu tôi và nhờ ánh sáng Ngài tôi bước qua sự tối tăm. Chớ chi tôi được như lúc còn tráng kiện, khi tình thiệt hữu của Đức Chúa Trời còn đói đến trại tôi, khi đấng toàn năng còn ở cùng tôi và các con cái tôi vây quanh tôi. Lúc tôi rửa chân trong sữa và hòn đá phun suối dầu ra cho tôi. Khi tôi đi ra đến cửa thành, sửa soạn chỗ ngồi mình tại phố chợ, các gã trai trẻ thấy tôi bèn ẩn đi và các người già cả đều chối dậy và đứng. Những quan trưởng kiên nói và lấy tay bụm miệng. Tiếng người tước vị nín thinh và lưỡi họ dính nơi ổ gà. Khi tai ai nghe tôi, bèn xưng tôi có phước. Mắt ai thấy tôi, bèn làm chứng cho tôi. Ấy, vì tôi giải cứu kẻ khốn cùng kêu cầu và kẻ mồ côi không ai giúp đỡ kẻ gần chết chúc phước cho tôi và tôi làm cho lòng người quá bụa nức nở vui mừng tôi mặc lấy sự công bình và nó che phủ tôi sự ngay thẳng tôi khác nào áo ngoài và mão triều thiên tôi đã như con mắt cho kẻ mù và như chân cho kẻ què tôi đã làm cha cho kẻ nghèo khó còn duyên cớ của kẻ lạ tôi tra xét cho rõ ràng tôi bẻ gãi hàm kẻ bất công và rứt mồi nó ngậm nơi răng tôi bèn nói rằng ta sẽ thác trong ổ của ta ngày ta sẽ nhiều như hột cát rễ ta bò ăn dài theo nước và cả đêm sương động trên nhành ta vinh hiển ta mới mẻ với ta luôn cung ta được cứng mạnh lại trong tay ta người ta lắng tai nghe tôi chờ đợi và làm thinh đặng nghe lời tôi bàn sau khi tôi nói chúng không còn đáp lại Lời tôi nói gội nhuần trên chúng như sương. Họ trông đợi tôi như trông đợi mưa, hả miệng ra dường như hứng mưa muộn. Tôi mỉm cười với chúng khi chúng bị ngã lòng. Họ chẳng hề làm rối nét mặt bình tĩnh tôi được. Tôi chọn con đường cho chúng và ngồi làm đầu họ, ở như vua tại giữa quân đội, khác nào một kẻ an ủi những người sầu. Chương 30 Xong bây giờ, kẻ trẻ tuổi hơn tôi nhạo bán tôi, mà cha họ tôi đã khinh chẳng khứng để chung với chó của bầy chiên tôi. Sức mạnh của họ đã hư bại rồi. Vậy, sức lực tay họ dùng làm ích gì cho tôi? Chúng ốm tong vì bị đói kém thiếu thốn, đi gậm cạp đất khô hóc, từ lâu đã bỏ hoang vắng vẻ. Chúng hái rau sam biển trong bụi cây, rễ cây duyên giếng làm vật thực cho họ. Chúng bị đuổi đi khỏi giữa loài người người ta kêu la chúng như kêu la kẻ trộm. Chúng phải ở trong trũng gớm ghê, trong hang đất và giữa các hòn đá. Chúng tru thét giữa bụi cây, nằm lộn lạo nhau dưới các lùm gai. Chúng là con cái kẻ ngu xuẩn, cha họ chẳng tuổi tên, họ bị đuổi ra khỏi xứ. Còn bây giờ, tôi trở nên lời ca hát của họ, làm đề cho chuyện trò của họ. Họ gớm ghiếc tôi, xa lánh tôi, không kiêng nhổ khạc nơi mặt tôi, bởi vì Đức Chúa Trời đã làm dùng dây cung tôi và sỉ nhục tôi. Chúng ném hàm khớp khỏi trước mặt tôi. Cái nố lula này dấy lên nơi tai hữu tôi. Chúng xô đẩy chân tôi, sửa soạn cho tôi con đường hiểm độc của chúng. Chúng phá hủy đường lối tôi, giúp vào việc tàn hại tôi. Xong chẳng có ai đến tiếp cứu chúng chúng do nơi hư lũng lớn mà đến, xông vào tôi giữa sự đồi tàn. Các sự kinh khủng hãm áp tôi, đuổi theo sự sang trọng tôi khác nào gió mạnh, và sự phước hạnh tôi đã qua như đám mây. Bây giờ, linh hồn tôi tan ra trong mình tôi. Các ngày gian nan đã hãm bắt tôi. Đêm soi xương cốt tôi làm nó rời ra khỏi tôi. Đau đớn vẫn cắn rỉa tôi, không ngưng nghỉ chút nào. Vì cớ năng lực lớn của Đức Chúa Trời, áo ngoài tôi hư nát. Năng lực ấy riết khít tôi lại như cổ áo tôi. Đức Chúa Trời có ném tôi xuống buồn, tôi trở nên giống như bụi và tro. Tôi kêu la cùng Chúa, song Chúa chẳng đáp lời. Tôi đứng tại đó và Chúa chỉ ngó xem tôi. Chúa trở nên dữ tợn đối với tôi, lấy năng lực tay Chúa mà rượt đuổi tôi. Chúa cất tôi lên trên cánh gió, khiến nó đem tôi đi và tiêu diệt tôi giữa trận bão. Vì tôi biết rằng, Chúa sẽ dẫn tôi đến chốn sự chết, là nơi hò hẹn của các người sống. Xong, trong khi người nào bị tàn hại, họ há chẳng dơ tay ra sao, hoặc đang cơn tai nạn, họ há không cất tiếng kêu la ư. Chớ thì, Tôi không khóc kẻ bị thời thế khó khăn sao? Lòng tôi há chẳng buồn thảm vì kẻ nghèo khổ sao? Tôi đợi chờ phước hạnh, tai họa bèn xảy đến. Tôi trông cậy ánh sáng, tâm tối lại tới cho. Lòng tôi trăng trập, không an nghỉ. Các ngày gian nan sông áp vào tôi. Tôi đi, mình mẩy bầm đen, nhưng chẳng phải bị nắng ăn. Tôi trỗi dậy giữa hội chúng và kêu cầu tiếp cứu tôi bèn trở thành anh em của chó rừng và bầu bạn của con đà điểu. Da tôi thành đen và rơi ra khỏi mình. Xương cốt tôi bị nóng cháy đi. Vì cớ ấy, tiếng đờn cầm tôi trở nên tiếng ai bi và đờn sắt tôi chỉ ra tiếng thảm sầu. Chương 31 Tôi đã có lập ước với mắt tôi. Vậy làm sao tôi còn dám nhìn người nữ đồng trinh? vì phần do Đức Chúa Trời ở trên trời và cơ nghiệp do đấng toàn năng ở nơi cao là gì? Há chẳng phải sự tai họa cho kẻ gian ác và sự hư hại cho kẻ làm dữ sao? Chớ thì Đức Chúa Trời chẳng thấy đường lối tôi và đếm các bước tôi sao? Nếu tôi có ăn ở cách dối trá và chân tôi vội vàng theo trước gian dảo, nguyện Đức Chúa Trời cân tôi trên cân thăng bằng, thì Ngài sẽ nhìn biết sự thanh liêm của tôi. Nếu chân tôi trở bước bỏ đường chính đáng và lòng tôi đi theo con mắt tôi, nếu có sự ô uế chi dính vào tay tôi, nguyện tôi gieo và có kẻ khác gặt hái, nguyện thổ sản tôi bị nhổ đi. Nếu lòng tôi bị người nữ quyến dụ, nếu tôi rình rập ở nơi cửa của lân cận tôi, nguyện vợ tôi say cối cho người khác và có kẻ khác nằm cùng nàng vì điều ấy vốn tội trọng gớm ghê một tội ác đáng bị quan xét đoán phạt tội ấy là một ngọn lửa thiêu hóa cho đến chốn trầm luân tàn hại các của cải tôi đến tận cùng nếu tôi có khinh duyên cớ của tôi trai tớ gái tôi lúc chúng nó tranh luận với tôi thì tôi sẽ làm sao khi đức chúa trời trỗi dậy khi ngài đến thẩm sát tôi tôi sẽ đáp sao đấng đã tạo thành tôi trong lòng mẹ tôi há chẳng có dựng nên chúng nó sao há chẳng phải cũng một đức chúa trời dựng nên chúng ta trong lòng mẹ sao nếu tôi từ chối điều kẻ nghèo khổ ước ao gây cho mắt người quá bụa bị hao mòn nếu tôi có ăn bánh tôi một mình và kẻ mồ côi chẳng có được ăn với thật từ lúc tôi còn trẻ nó cùng lớn lên với tôi như con với cha còn người quá bụa tôi đã nâng đỡ từ khi tôi lọt lòng mẹ tôi nếu tôi có thấy người nào thác vì không quần áo và kẻ nghèo thiếu chẳng có mền, nếu lòng người không chúc phước cho tôi và người không nhờ lông chiên tôi mà được ấm áp. Nếu tôi có giơ tay hiếp kẻ mồ côi, bởi vì tôi thấy có kẻ phù trợ tôi trong cửa thành. Nguyện cho vai tôi rớt ra khỏi nơi khác và cánh tay tôi bị gãy rứt ra đi, vì sự tai họa từ Đức Chúa Trời giáng xuống làm tôi kinh khiếp và trước mặt sự oai nghiêm Ngài tôi nào làm chi được. Nếu tôi có để lòng tin cậy nơi vàng và nói với vàng ròng rằng ngươi là sự nương nhờ của ta. Nếu tôi vui mừng về tài vật tôi nhiều và vì tay tôi đã được lắm của. Nếu tôi có thấy mặt trời chiếu sáng và mặt trăng mọc lên soi tỏ. Nếu lòng tôi có thầm mê hoặc và miệng tôi hôn gửi tay tôi. Điều đó cũng là một tội ác đáng bị quan xét phạt vì nếu làm vậy tôi đã từ chối Đức Chúa Trời trên cao kia. Nếu tôi có vui mừng vì kết tàn hại kẻ ghét tôi và hứng lòng khi tai vạ dán cho nó. Trái lại, tôi không cho phép miệng tôi phạm tội mà lấy sự rủa xả trù ẻo nguyện hại mạng sống nó. Nếu các người nhà tôi chẳng có nói, ai sẽ tìm được người nào không được ăn no nê thịt sức vật người? người lạ không có ngủ đêm ở ngoài đường. Tôi mở cửa cho kẻ hành khách. Nếu tôi có che tội mình như Adam mà giấu sự gian ác mình ở trong lòng, tại vì tôi kinh hãi chúng đông và e sợ bị họ hàng khinh bỉ, đến đổi ở yên lặng, chẳng dám bước ra khỏi cửa. Ôi, chớ chi có một người nghe tôi. Này là dấu hiệu tôi ký. Nguyện đấng toàn năng đáp lời tôi nguyện kẻ cừu địch tôi là một trạng từ. Tôi quả hẳn sẽ mang trạng từ ấy trên vai mình, đội nó trên đầu tôi như một mão triều thiên. Ác tôi sẽ thuộc cho cừu địch biết số bước tôi, đến trước mặt nó như một vua chúa. Nếu đất tôi kêu cáo tôi, các dòng cài nó khóc với nhau. Nếu tôi ăn sản vật nó mà không trả giá bạc, làm khuấy khuất nguyên chủ nó cho đến phải chết mất nguyện gai gốc mọc thay lúa miếng và cỏ lùng thế cho lúa mạch. Đến đây hết lời của Gióp. Chương 32 Bây giờ, ba người ấy thôi đáp lời với Gióp vì người tự thấy mình là công bình. Elihu, con trai của Barakeen, người Busi, về dòng dõi Ram, lấy làm tức giận Gióp bởi vì người tự xưng mình là công bình hơn là Đức Chúa Trời. Elihu cũng nổi giận ba bạn của Job bởi vì họ chẳng tìm được lẽ đáp lại mà lại định tội cho Job. Và Elihu có đợi Job luận xong đặng nói với Job bởi vì các người đó đều lớn tuổi hơn mình. Vậy khi Elihu thấy chẳng còn câu trả lời chi nơi miệng của ba người kia nữa, cơn thạnh nộ người bèn phừng lên. Elihu, con trai Barakeen người Busi, bèn cất tiếng lên nói rằng, Tôi đang trẻ, còn các anh là ông già. Vì vậy tôi nhát, không dám tỏ cho các anh biết ý tưởng tôi. Tôi nghĩ rằng, ai đã sống lâu ngày sẽ nói, số năm cao sẽ dạy sự khôn ngoan. Nhưng, có thần linh ở trong loài người và hơi thở của đấng toàn năng cho chúng sự khôn sáng người tôn trọng chẳng phải khôn ngoan bậc lão thành chẳng thông hiểu sự công bình bởi có ý tôi nói rằng hãy nghe tôi phần tôi cũng sẽ tỏ ra ý tưởng của tôi kìa tôi đã chờ đợi nghe lời của các anh lắng tai nghe những lời luận biện các anh cho đến khi các anh đã tra xét điều cho xong thật tôi có chăm chỉ nghe các anh thấy chẳng một ai trong các anh thắng hơn giót hoặc đáp lời của người được chớ nói rằng chúng ta tìm được khôn ngoan. Đức Chúa Trời thắng hơn người được, loài người chẳng làm đặng. Và Gióp không có tranh luận với tôi. Vậy tôi sẽ chẳng dùng lời các anh mà đáp lại người. Họ sửng sốt, không đáp chi nữa, đã cạn lời hết tiếng rồi. Tôi há phải chờ đợi vì họ hết nói, không còn trả lời gì nữa sao? Theo phiên tôi cũng sẽ đáp lời chứ. Tôi cũng tỏ ra ý tưởng mình chứ. Vì tôi đã đầy dẫy lời nói, trí trong lòng tôi cảm dục tôi nói. Này, lòng tôi như rượu chưa khui, nó gần nứt ra như bầu rượu mới. Tôi sẽ nói và được nhẹ nhàng, tôi sẽ mở môi miệng ra và đáp lời. Tôi sẽ chẳng tư vị ai, không vua nịnh bất kỳ người nào, vì tôi chẳng biết vua nịnh. Nếu vua nịnh, đấng tạo hóa tôi hẳn trừ diệt tôi tức thì. Chương 33. Nhưng vậy, hỡi Job, xin hãy nghe diễn thuyết tôi, khá lắng tai nghe các lời nói tôi. Kìa, tôi đã mở miệng ra, lưỡi tôi nói trong họng tôi. Các lời tôi nói sẽ chiếu theo sự chính trực của lòng tôi. Điều tôi biết, lưỡi tôi sẽ nói cách thành thật. Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, hơi thở của đấng toàn năng ban cho tôi sự sống nếu đáp được hãy đáp lại cho tôi hãy đứng dậy bày ra lời của ông tại trước mặt tôi hãy xem đối cùng đức chúa trời tôi với ông có khác chi tôi cũng bởi đất buồn mà ra sự oai nghi tôi nào sẽ làm cho ông kinh khiếp và quyền thế tôi sẽ chẳng đè ép ông quả ông có nói đến tai tôi tôi đã nghe tiếng lời của ông nói rằng tôi trong sạch không có vi phạm tôi vô tội và trong lòng tôi chẳng có gian ác gì dầu vậy đức chúa trời tìm dịp đối địch tôi cầm tôi như kẻ thù nghịch ngài ngài riết chân tôi vào cùng và coi chừng đường lối tôi này tôi muốn đáp với ông rằng trong các lời ấy ông nói vô lý vì đức chúa trời là lớn hơn loài người nhân sao ông tranh luận với ngài ngài không bày giải điều nào ngài làm vì Đức Chúa Trời phán một lần hoặc hai lần, nhưng người ta không để ý đến. Ngài phán trong chim bao, trong dị tượng ban đêm, lúc người ta ngủ mê, nằm ngủ trên giường mình. Bây giờ, Ngài mở lỗ tai loài người, niêm phong lời giáo hứng mà Ngài dạy cho họ, hầu cho chở loài người khỏi điều họ toan làm và giấu họ tính kiêu ngạo, cứu linh hồn họ khỏi cái huyệt và mạng sống khỏi bị gươm giết loài người nằm trên giường mình bị đau đớn sửa phạt và xương cốt người hằng tranh chạm nhau mãi mãi miệng người bạn lấy làm gớm ghiếc vật thực và linh hồn người ghét những đồ ăn mỹ vị thịt người bị tiêu hao không còn thấy nữa và xương người mà trước chẳng thấy được bèn bị lộ ra linh hồn người đến gần cái hầm và sự sống người xích lại kẻ giết nếu trong một ngàn thiên sứ có một thiên sứ làm kẻ truyền giải cho người để chỉ dạy người biết điều ngay thẳng cho người. Ác Đức Chúa Trời làm ơn cho người và phán rằng hãy giải cứu nó khỏi bị sa xuống cái hầm. Ta đã tìm đặng giá cứu chuộc rồi. Người sẽ được thẳng da mát thịt như buổi thơ ấu. Người trở lại ngày đang thì. Người cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bằng đói thương người. Khiến người vui mừng xem thấy mặt Ngài và Ngài trả lại sự công bình cho người. Đoạn, người đó sẽ hát trước mặt loài người mà rằng Tôi đã phạm tội, làm hư hoại sự ngay thẳng. song chẳng có ích gì cho tôi. Đức Chúa Trời có giải cứu linh hồn tôi khỏi xa xuống hầm và sự sống tôi sẽ thấy ánh sáng. Kìa, các việc ấy Đức Chúa Trời làm cho loài người đến hai lần hoặc ba lần đặng khiến linh hồn người trở lại khỏi cái hầm hầu cho người được ánh sáng kẻ sống chiếu vào cho. Hỡi gióp, hãy chăm chỉ nghe tôi. Khá làm thinh thì tôi sẽ nói. Nếu ông có điều gì muốn nói, hãy đáp lại tôi. Khá nói, vì tôi muốn xưng ông là công bình. Bằng chẳng, hãy nghe tôi. Hãy làm thinh, thì tôi sẽ dạy cho ông sự khôn ngoan. Chương 34 Elihu lại cất tiếng mà nói rằng hỡi các người khôn ngoan hãy nghe những lời nói tôi ớ kẻ thông sáng hãy lắng tai nghe tôi vì lỗ tai thử những lời nói như ổ gà nếm lấy đồ ăn chúng ta hãy chọn cho mình điều phải chung nhau nhìn biết việc tốt lành vì giót có nói rằng tôi vốn là công bình nhưng đức chúa trời đã cất sự lý đoán tôi tuy tôi ngay thẳng người ta cho tôi là kẻ nói dối dẫu tôi không phạm tội, thương tích tôi không chữa lành được. Ai là người giống như giót? Người uống lời nhạo báng như thể nước, người kết bạn với kẻ làm hung nghiệt và đồng đi với người gian ác. Vì người có nói rằng, chẳng ít lợi chi cho loài người tìm kiếm điều vui thích mình nơi Đức Chúa Trời. Vì vậy, hỡi người thông sáng hãy nghe tôi. Đức Chúa Trời chẳng hề hành ác, đấng toàn năng không bao giờ làm hung nghiệt. Ngài báo ứng loài người tùy công việc mình làm, khiến mỗi người tìm được lại, chiếu theo tánh hạnh mình. Quả thật, Đức Chúa Trời không làm ác, đấng toàn năng chẳng trái phép công bình. Ai giao cho Ngài trách nhiệm coi sóc trái đất? Ai đặt Ngài cai trị toàn thế gian? Nếu Ngài chỉ lo tưởng đến chính mình Ngài, thâu lại về mình thần linh và hơi thở của ngài thì các loài sắc thịt chắc chết chung nhau hết và loài người trở vào bụi đất nếu ông có sự thông sáng hãy nghe điều này khá lắng tai nghe tiếng lời nói của tôi chớ thì người nào ghét sự công bình sẽ được cai trị sao ông há dám lên án cho đấng công bình cao cả ư há có nên nói với vua rằng đồ xấu xa nè hay là nói với người tước vị rằng kẻ ác nghiệp mày. Phương chi đấng chẳng tư vị những vương tử, chẳng xem kẻ giàu trọng hơn kẻ nghèo, bởi chúng hết thảy là công việc của tay ngài. Trong giây phút giữa ban đêm, chúng đều chết, bá tánh siêu tó và qua mất đi. Các kẻ cường quyền bị cất đi không phải bởi tay loài người, vì mắt Đức Chúa Trời xem xét đường lối loài người, ngài nom các bước họ chẳng có tối tăm mù mịt nào cho kẻ làm ác ẩn núp mình được khi đức chúa trời phán xét loài người thì chẳng cần khiến họ đến trước mặt ngài hai lần đặng tra xét ngài phá hủy kẻ cường quyền không cần tra soát rồi lập kẻ khác thế vào cho bởi vì chúa biết các công việc chúng đánh đổ chúng ban đêm và chúng bị diệt đi chúa hành hại họ như người ác có mắt kẻ khác xem thấy, bởi vì chúng có xây bỏ theo Chúa, không kể đến các đường lối Ngài. Chúng làm cho tiếng kẻ nghèo thấu đến Chúa, và Chúa nghe tiếng kêu la của kẻ bị gian truân. Khi Ngài ban cho bình an, ai sẽ làm cho rối loạn? Khi Ngài ẩn mắt mình, ai có thể thấy Ngài? Ngài làm như vậy, hoặc cho dân tộc nào, hoặc cho người nào, hầu ngăn trở kẻ gian ác cai trị và không ai gài bẫy cho dân sự. Vì có người nào bao giờ nói với Đức Chúa Trời rằng: Tôi đã mang chịu sửa phạt tôi, tôi sẽ không làm ác nữa. Điều chi tôi chẳng thấy, xin Chúa chỉ dạy cho tôi. Nếu tôi có làm ác, tôi sẽ chẳng làm lại nữa. Đức Chúa Trời, há cứ theo ý tưởng ông mà báo ứng ông sao? Vì ông có bỏ sự báo ứng của Chúa, nên ông phải chọn lựa lấy chứ chẳng phải tôi vậy nên điều ông biết hãy nói đi những người thông sáng và mỗi người khôn ngoan đang nghe tôi sẽ nói với tôi rằng gióp nói cách không hiểu biết và lời của người thiếu sự thông sáng tôi nguyện cho gióp bị thử thách đến cùng bởi vì người có đáp lời như kẻ ác người có thêm sự phản nghịch vào tội lỗi mình vỗ tay mình tại giữa chúng tôi và càng thêm lời nói nghịch đức chúa trời chương 35 Elihu lại nói rằng Ông đã nói rằng Tôi vốn công bình hơn Đức Chúa Trời Lại nói Tôi sẽ đặng lời gì Nhược bằng chẳng phạm tội Tôi há sẽ được ít hơn chăng Chớ thì ông tưởng lời ấy có lý sao Tôi sẽ đáp lại ông Và các bạn hữu của ông nữa Hãy ngước mắt lên xem các tầng trời Hãy coi án mây Nó cao hơn ông nếu ông đã phạm tội, có hại chi cho Đức Chúa Trời chăng? Nếu các sự vi phạm ông thêm nhiều, có can gì với Ngài? Nếu ông công bình, ông sẽ ban gì cho Ngài? Ngài sẽ lãnh điều gì bởi tay của ông? Sự gian ác của ông có thể hại một người đồng loại ông và sự công bình ông có thể làm ích cho một con cái loài người. Tại vì nhiều sự hà hiếp nên người ta kêu oan bởi tay kẻ có cường quyền áp chế nên họ kêu cứu nhưng không ai hỏi rằng đức chúa trời là đấng tạo hóa của tôi ở đâu ngài khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm dạy dỗ chúng tôi được thông sáng hơn các loài thú trên đất và làm cho trở nên khôn ngoan hơn các chim trời người ta kêu la song ngài không đáp lời vì có sự kiêu ngạo của kẻ gian ác quả thật lời cầu nguyện hư giả, Đức Chúa Trời chẳng vũ nghe, đấng toàn năng chẳng thèm đói đến. Huống chi khi ông nói rằng không thấy Ngài, sự cáo tụng đã đem đến trước mặt Ngài và ông đợi Ngài xét đoán. Bây giờ, vì cơn thạnh nộ Ngài chưa giáng phạt và vì Ngài không kể đến sự kiêu hãnh cho lắm, nên Gióp mở miệng ra luận điều hư không và nói thêm nhiều lời vô tri chương 36. Elihu nói tiếp rằng, Xin hãy nhịn tôi một chút, tôi sẽ chỉ cho ông, vì tôi còn những lời binh vực Đức Chúa Trời. Tôi sẽ đem đến từ xa điều tôi hiểu biết và xưng tỏ sự công bình của đấng tạo hóa tôi. Quả hẳn, các lời luận tôi chẳng phải giả dối. Đấng vốn trọn vẹn về tri thức đang ở cùng ông. Kìa, Đức Chúa Trời có quyền năng, không khinh bỉ ai trí huệ Ngài rất rộng lớn. Ngài chẳng bảo tồn mạng sống của kẻ gian ác, nhưng xử đoán công bình cho kẻ khổ nạn. Ngài chẳng xây mặt khỏi người công bình, song Ngài khiến họ đồng ngồi cùng các vua trên ngôi mãi mãi và họ được cao trọng. Nếu họ phải mang xiềng xích và bị dây gian trưng vấn vương, thì Ngài chỉ tỏ cho họ công việc mình đã làm, các tội lỗi và tánh hạnh kiêu ngạo của họ. Ngài cũng mở lỗ tai của chúng cho nghe lời sửa dạy, khuyên họ trở lại bỏ điều gian ác. Nếu chúng vâng nghe và phục sự Ngài, thì các ngài chúng sẽ được may mắn và những năm chúng được sự vui sướng. Nhưng nếu họ không khứng nghe theo, ác sẽ bị gươm giết mất và chết không hiểu biết gì. Lòng giả hình tích chứa sự thạnh nộ. Khi Đức Chúa Trời bắt xiền chúng chúng chẳng kêu cứu. Chúng chết đang buổi thanh xuân, đời chúng bị hư mất trong bọn gian dâm. Đức Chúa Trời dùng sự hoạn nạn mà cứu kẻ bị hoạn nạn và nhờ sự hà hiếp mà mở lỗ tai của người. Ngài cũng chắc đã muốn dụ ông khỏi hoạn nạn, đặt ông nơi khoảng khoát, chẳng còn sự cực lòng. Còn các món ăn dọn nơi bàn ông tất đều được đầy mỡ béo. Nhưng Ông đầy giấy sự nghị luận của kẻ ác, sự xét đoán và sự hình phạt chắc sẽ hãm bắt ông. Chớ để cơn giận dục ông chống cự cùng sự sửa phạt. Đừng lầm lạc vì cớ giá bồi thường lớn quá. Chớ thì sự giàu có ông và các thế lực của ông có thể cứu ông khỏi sự hoạn nạn sao? Chớ ước ao đêm tối là lúc dân tộc bị cất đi khỏi chỗ mình khá giữ lấy mình chớ xây si về tội ác vì ấy là điều ông ưa chọn hơn sự hoạn nạn kìa đức chúa trời dùng quyền năng mà làm việc cách cao cả có giáo sư nào giống như ngài chăng ai có chỉ dạy cho ngài biết con đường của ngài và ai nói rằng chúa có làm quấy hãy nhớ ngợi khen các công việc chúa mà loài người thường có ca tụng mọi người đều đã ngoạn xem công việc ấy và loài người từ xa nhìn thấy nó. Phải, Đức Chúa Trời là cực đại, chúng ta không biết được Ngài. Số năm của Ngài thọ không ai kể xiết được, vì Ngài thâu hấp các giọt nước, rồi từ sa mù giọt nước ấy bèn hóa ra mưa. Đám mây đổ mưa ấy ra, nó từ giọt xa xuống rất nhiều trên loài người. Ai có thể hiểu được cách mây dăng ra và tiếng lôi đình của nhà trại Ngài. Kìa, Chúa bủa ánh sáng ra chung quanh Ngài và che lấp đáy biển. Vì nhờ những điều ấy, Ngài xét đoán các dân tộc. Ngài ban cho lương thực nhiều. Ngài giấu sấm sét trong tay Ngài và truyền nó phải đánh nơi nào. Tiếng sấm sét báo cáo việc Ngài và chính súc vật cũng đoán điềm dông mưa gần đến. Chương 37 Phải, trái tim tôi run sợ vì sự đó. Nó nhảy động rời khỏi chỗ nó. Khá nghe, khá nghe giọng vang dày của tiếng Ngài và tiếng ầm ầm ra khỏi miệng Ngài. Ngài khiến nó dội dưới các tầng trời và chớp nhoáng Ngài chiếu đến cùng trái đất. Kế liền có tiếng ầm ầm. Ngài phát tiếng oai nghi và sấm rền ra. Và khi nổi tiếng Ngài lên, thì không cầm giữ chớp nhoáng lại. Đức Chúa Trời phát tiếng và sấm rền ra lạ kỳ. Ngài làm những công việc lớn lao mà chúng ta hiểu không nổi. Vì Ngài phán với tuyết rằng hãy xa xuống đất và cũng phán vậy cho trận mưa mây và mưa lớn. Ngài niêm phong tay của mọi người để mọi người Ngài đã dựng nên biết được công việc của Ngài. Khi ấy, các thú vật rừng rút trong hang nó và ở trong hầm của chúng nó. Từ các lầu cát phương Nam, bão tuôn đến và gió Bắc dẫn lạnh lẽo đến. Nước đá thành ra bởi hơi thở của Đức Chúa Trời, bề rộng của nước đông đặc lại. Ngài chứa nước trong mây và dăng ra các mây chớp nhoáng của Ngài. Nhờ Ngài dẫn dắt, nó bay vận khắp tứ phương, đặng làm xong công việc mà Ngài phán biểu nó làm trên khắp trái đất ngài sai mây hoặc để gián họa hoặc để tưới đất hoặc để làm ơn cho loài người hỡi gióp hãy nghe lời này khá đứng yên suy nghĩ về các việc diệu kỳ của đức chúa trời ông có biết cách nào đức chúa trời sắp đặt các việc ấy chăng cách nào ngài chiếu lòa chớp nhoáng của mây ngài chăng ông có biết mây cân bình sao chăng có hiểu công việc diệu kỳ của đấng có trí huệ trọn vẹn sao chăng có biết cớ sao quần áo ông nóng khi ngài lấy gió nam mà làm cho trái đất được an tịnh ông có thể trải bầu trời ra với đức chúa trời chăng nó vốn vững chắc như một tấm kính đúc hãy dạy cho chúng tôi biết điều chúng tôi phải thưa cùng ngài vì tại sự dốt nát chúng tôi chẳng biết bày lời gì với ngài người ta há sẽ thuật với đức chúa trời rằng tôi muốn thưa với ngài sao nếu ai nói với ngài quả hẳn sẽ bị nuốt đi bây giờ người ta không thấy sự sáng chói lòa nó đã ẩn trong mây nhưng gió thổi qua xô mây đi và trời trong trẻo lại ráng vàng từ phương bắc đến nơi đức chúa trời có oai nghiêm đáng sợ thay luận về đấng toàn năng ta không tìm thấy đến ngài được ngài vốn rất quyền năng rất chính trực và công bình cực điểm không hề hà hiếp ai. Bởi cơ ấy nên loài người kính sợ Ngài. Ngài không đói đến kẻ nào tưởng mình có lòng khôn ngoan. Chương 38 Bây giờ, từ giữa cơn gió trốt, Đức Chúa Trời đáp cùng gióp rằng Kẻ này là ai, dám dùng các lời không tri thức mà làm cho mờ ám các mưu định ta? Khá thắt lưng người như kẻ giỏng sĩ ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta. Khi ta đặt nền trái đất thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng hãy tỏ bài đi. Ta đã định độ lượng nó và dăng dây mực trên nó, ngươi có biết chăng? Nền nó đặt trên chi? Ai có trồng hòn đá gấp của nó? Trong khi ấy, các sao mai đồng hát hòa nhau và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng. vả lại, khi biển bể bờ và cất ra khỏi lòng đất? Ai đã lấy các cửa mà ngăn đóng nó lại? Khi ấy, ta ban cho nó mây làm áo sống, lấy tâm tối làm khăn vấn của nó. Ta định giới hạn cho nó, đặt then chốt và cửa của nó mà rằng, mày đến đây chứ không đi xa nữa. Các lượng sóng kiêu ngạo mày phải dừng lại tại đây. Từ khi ngươi sinh Ngươi há có sai khiến buổi sáng và phân định chỗ cho hừng đông để nó chiếu đến bốn bề trái đất và đuổi rải kẻ gian ác khỏi nó chăng? Trái đất biến hình như đất sét dưới dấu ấn và mọi vật hiện ra trau dồi như bằng áo. Sự sáng đã cất khỏi kẻ ác, cánh tay chúng nó dơ lên đã bị gãy rồi. Chớ thì ngươi có thấu đến nguồn của biển sao? Há có bước dưới đáy của vực sâu chăng? Cửa âm phủ há có bày ra trước mặt ngươi chứ? Có thấy các cửa của bóng sự chết chăng? lằng mắt ngươi có thấu đến nơi khoan khoác minh mông của đất chăng? Nếu ngươi biết các điều đó, hãy nói đi. Con đường dẫn đến nơi ở của ánh sáng là đâu? Còn nơi cửa tối tăm thì ở đâu? Chớ thì ngươi có thể dẫn nó lại vào địa giới nó sao? Có biết các đường lối của nhà nó ở chăng? Không sai, người biết mà, vì ngươi đã sanh trước khi ấy, số ngày ngươi lấy làm nhiều thay. Ngươi có vào các kho tuyết chăng, có thấy nơi chứa mưa đá mà ta đã để dành cho thì hoạn nạn, cho ngày chiến trận và giặc giả chăng? Ánh sáng phân ra bởi đường nào, và gió đông theo lối nào mà thổi ra trên đất? Ai đào kinh cho nước mưa chảy, phóng đường cho chớp nhoáng của sấm sét để mưa xuống đất bỏ hoang và trên đồng vắng không có người ở đặng tưới đất hoang vu mông quạnh và làm cho các chồi cây cỏ mọc lên mưa có cha chăng ai sinh các giọt sương ra nước đá ra bởi lòng của ai ai đẻ ra sương móc của trời nước đông lại như đá rồi ẩn bí và mặt vực sâu trở thành cứng Ngươi có thể riết các dây chằng sao rua lại và tách các xiềng sao cài ra chăng? Ngươi có thể làm cho các cung hình đạo ra theo thì và dẫn đường cho bắt đầu với các sao theo nó chăng? Ngươi có biết luật của các từng trời sao? Có thể lập chủ quyền nó dưới đất chăng? Ngươi có thể cất tiếng mình la lên cùng mây khiến cho mưa tuôn xuống thân ngươi chăng? Ngươi có thể thả chớp nhoáng ra để nó đi và đáp với người rằng, thưa chúng tôi đây. Ai có đặt khôn ngoan trong lòng và ban sự thông sáng cho trí não? Ai nhờ sự khôn ngoan mà đếm được các mây khi bụi đất chảy như loài kim tan ra và các cục đất dính lại nhau? Ai nghiêng đổ những bình nước của các tầng trời? Chương 39 Khi mẹ con sư tử nằm phục nơi hang, khi rình trong bụi rậm nó, há có phải ngươi săn mồi cho sư tử cái và làm cho sư tử con đói được no sao ai sắm đồ ăn cho quạ khi con nhỏ nó kêu la cùng đức chúa trời và bay đi đây đó không đồ ăn ngươi có biết thì nào dê rừng đẻ chăng có xem xét mùa nào nai cái đẻ chăng ngươi có tính số tháng nó có thai và biết kỳ nó đẻ chăng nó ngồi chồm hổm đẻ con nhỏ ra và được giải khỏi sự đau đớn của nó. Các con nhỏ nó trở nên mạnh mẽ, lớn lên trong đồng nội, đoạn lìa mẹ mình, chẳng còn trở lại nữa. Ai để cho con lừa rừng chạy thông dong? Ai có mở trói cho con lừa lẻ làng kia? Ta đã ban cho nó đồng vắng làm nhà và ruộng mặn làm nơi ở. Nó khinh chê tiếng ồn ào của thị thành, không nghe tiếng của kẻ coi giác khắp các núi là đồng cỏ của nó. Nó tìm kiếm mọi vật gì xanh tươi. Chớ thì, con bò tót muốn làm việc cho ngươi chăng? Nó chịu ở gần bên máng cỏ ngươi chưa? Ngươi há có thể lấy dây cột bò tót nơi dòng cài sao? Nó sẽ chịu theo sau ngươi mà bừa trũng chăng? Ngươi há sẽ nhờ cậy nó vì nó sức nhiều sao? Ngươi sẽ giao công lao mình cho nó chăng? Chớ thì, ngươi cậy nó đem ngũ cốc ngươi về và nhờ nó gom lúa mì lại trong sân ngươi ư chim lạc đà đập cánh vui mừng nhưng cánh và lông ấy há có biết thương yêu sao vì nó để trứng mình dưới đất vùi nóng trứng ấy nơi bụi cát quên rằng có lẽ chân người bước nát nó hoặc con thú đồng dày đạp nó đi chăng nó ở khắc khổ với con nó dường như không thuộc về nó sự lao khổ nó luống công, nhưng nó không lo cầm đến. Vì Đức Chúa Trời cất sự khôn ngoan khỏi nó, không chia phân thông sáng cho nó. Khi nó đập cánh bay lên, bèn nhạo bán ngựa và người cởi ngựa. Có phải ngươi ban sức lực cho ngựa và phủ cổ nó lông gái rung rung chăng? Há có phải ngươi khiến nó nhảy búng như cào cào chăng? Tiếng kêu hí có oai của nó thật đáng sợ nó đào đất trong trũng vui mừng về sức lực mình nó xông tới đón quân cầm binh khí nó khinh chê sự sợ chẳng ghê điều chi trước ngọn gươm nó không xây trở trên nó vang tiếng gùi tên giáo và lao sáng giới nó lướt dặm vừa nhảy vừa hét khi kèn thổi nó chẳng cầm mình lại được vừa khi nghe kèn thổi nó bèn la hí hí từ xa nó đánh hơi mùi giặc nghe tiếng ầm ầm của các quan tướng và tiếng reo hô của chiến sĩ có phải nhờ sự khôn ngươi mà con diều vùng bay đi và xè cánh nó về hướng nam có phải theo lệnh ngươi mà chim ưng cất lên và đóng ổ nó tại nơi cao nó ở trong bàn thạch đậu trên chót vót hòn đá tại trên đỉnh núi không ai leo lên được từ đó nó rình mồi mắt nó thấy mồi ở xa. Các con nhỏ nó hút huyết và hễ nơi nào có xác chết thì nó bèn có tại đó. Đức Giê-hô-va còn đáp lại cho Gióp mà rằng kẻ bắt bẻ đấng toàn năng há sẽ tranh luận cùng ngài sao? Kẻ cãi luận cùng Đức Chúa Trời hãy đáp điều đó đi. Gióp bèn thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng tôi vốn là vật không ra gì sẽ đáp chi với Chúa? Tôi đặt tay lên che miệng tôi. Tôi đã nói một lần, xong sẽ chẳng còn đáp lại. Phải, tôi đã nói hai lần, nhưng không nói thêm gì nữa. Chương 40 Từ giữa trận gió chốt, Đức Giê-hô-va đáp cùng gió mà rằng Hãy thắt lưng ngươi như kẻ dõng sĩ. Ta sẽ hỏi ngươi, ngươi sẽ chỉ dạy cho ta. Ngươi há có ý phế lý đoán ta sao? có muốn định tội cho ta đặng xưng mình là công bình ư ngươi có một cánh tay như của đức chúa trời chăng có thể phát tiếng sấm rền như ngài sao vậy bây giờ ngươi hãy trang điểm mình bằng sự cao sang và oai nghi mặc lấy sự tôn trọng và vinh hiển khá tuôn ra sự giận hoảng hốt của ngươi hãy liếc mắt xem kẻ kiêu ngạo và đánh hạ nó đi hãy liếc mắt coi kẻ kiêu ngạo và đánh hạ nó đi khá chà nát kẻ hung bạo tại chỗ nó. Hãy giấu chúng nó chung nhau trong bụi đất và lấp mặt họ trong chốn kín đáo. Bây giờ, ta cũng sẽ khen ngợi ngươi vì tay hữu ngươi chứng cứu ngươi được. Này, con trâu nước mà ta đã dựng nên luôn với ngươi, nó ăn cỏ như con bò. Hãy xem, sức nó ở nơi lưng, mãnh lực nó ở trong gân hông nó. Nó cong đuôi nó như cây bá hương, gân đùi nó tréo xỏ rế, cắt xương nó như ống đồng, tứ chi nó như cây sắt. Nó là công việc khéo nhất của Đức Chúa Trời. Đấng dựng nên nó, giao cho nó cây gươm của nó. Các núi non, xin đồng cỏ cho nó ăn, là nơi các thú đồng chơi giỡn. Nó nằm ngủ dưới bông sen, trong bụi sậy và nơi bưng. Bông sen che bóng cho nó, và cây liễu của rạch vây quanh nó. Kìa, sông tràn lên dữ tợn, nhưng nó không sợ hãi gì. Dầu sông vô đanh búa lên miệng nó, nó cũng ở vững vàng. Ai bắt được nó trước mặt, ai hãm nó trong lưới rồi soi mũi nó. Ngươi có thể câu xấu với lưỡi câu và dùng dây mà xỏ lưỡi nó chăng. Có thể xỏ một sợi mây qua mũi nó và soi hàm nó bằng một cái móc ư nó há sẽ cầu ơn nhiều cùng ngươi và nói với ngươi những lời êm ái sao? Nó sẽ lập giao ước với ngươi để ngươi bắt nó làm tôi mọi đời đời chứ? Ngươi há sẽ chơi giỡn với nó như với một con chim, cột nó cho các con gái nhỏ mình chơi hay sao? Bọn thợ câu sẽ bán nó không? Phân phát nó cho các lái buôn chăng? Ngươi có thể lấy cái đọc đâm đầy da nó, dùng lao phóng cá mà găm đầy đầu nó chăng? hãy thử tra tay ngươi trên mình nó. Về sau, khá nhớ việc tranh đấu, chớ hề làm lại nữa. Kìa, sự trông bắt nó được, bèn mất hết, chỉ thấy tướng dạng nó, người ta liền rụng rời đi. Chương 41 Chẳng ai đủ gan dám trêu chọc nó. Vậy, ai sẽ đứng ở trước mặt ta cho nổi? Ai ban cho ta trước đã, mà ta phải trả lại cho. Phàm vật chi ở dưới trời đều thuộc về ta. Ta hẳn sẽ nói về các chi thể nó, về sức lực nó và sự tốt đẹp của hình trạng nó. Có ai lột được áo choàng của nó không? Có ai vào trong hàm đôi của nó được chăng? Ai sẽ mở cửa họng nó ra? Sự kinh khủng vây chung quanh răng nó. Nó có oai hùng vì cớ các hàng khiên của nó bằng thẳng dính khắn nhau như được niêm phong cái này đụng với cái khác, đến đổi gió chẳng lọt qua được. Cái này hàng lại với cái kia, dính với nhau không hề rời rã. Sự nhảy mũi nó dăng ánh sáng ra. Hai con mắt nó khác nào mí mắt của rạng đông. Những ngọn lửa nhoáng từ miệng nó và các đám lửa phun ra. Từ lỗ mũi nó khói bay ra như của một nồi sôi có chụm sậy ở dưới. Hơi thở nó làm hừng cháy thang, một ngọn lửa ra từ miệng nó. Trong cổ nó có mãnh lực và sự kinh khiếp nhảy múa trước mặt nó. Các yếm thịt nó dính chát nhau. Nó như đúc liền trên thân nó không hề chuyển động. Trái tim nó cứng như đá, cứng khác nào thớt cối dưới. Khi nó chổi dậy, các kẻ anh hùng đều run sợ vì bắt kinh hải nên chạy trốn đi khi người ta lấy gươm đâm nó, gươm chẳng hiệu chi. Chỗ cho giáo, cái đọc hay là lao phóng cũng vậy. Nó coi sắc khác nào rơm cỏ và đồng như thể cây mục. Mũi tên không làm cho nó chạy trốn, đá trành với nó khác nào cây rạ. Nó cũng xem gậy như rạ, cười nhạo tiếng vo vo của cây giáo. Dưới bụng nó có những miễn nhọn nó dường như trương bừa trên đất buồn. Nó làm cho vực sâu sôi như một cái nồi, khiến biển trở thành như hữu dầu sức, và bỏ lại sau nó đường cài đi sáng sủa. Người ta có lẽ tưởng rằng vực sâu là tóc bạc. Tại thế thượng, chẳng có vật chi giống như nó. Nó được dựng nên để không sợ gì hết. Nó nhìn xem các vật cao lớn. Nó làm vua của các loài thú kiêu ngạo chương 42 Gióp thưa với Đức Chúa Trời rằng Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm Kẻ này là ai không hiểu biết gì Lại dám che ám ý chỉ của Chúa Phải, tôi đã nói những điều tôi không hiểu đến Tức các sự lạ lùng quá cho tôi mà tôi chẳng thông biết Hỡi Chúa xin hãy nghe tôi sẽ nói Tôi sẽ hỏi Chúa Chúa sẽ chỉ dạy cho tôi. Trước, lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Sải sau khi Đức Giê-hô-va đã phán các lời ấy với Gióp, thì Ngài phán cùng Elipha người thê mang mà rằng, Cơn thạnh nộ nổ ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn hữu ngươi bởi vì các ngươi không có nói về ta cách xứng đáng y như Gióp kẻ tôi tớ ta đã nói. Vậy bây giờ, hãy bắt bảy con bò đực và bảy con chiên đực đi đến Gióp kẻ tôi tớ ta, mà vì các ngươi dâng lên một của lễ thiêu. Rồi Gióp kẻ tôi tớ ta sẽ cầu nguyện cho các ngươi, vì ta sẽ nhậm lời người. Kẻo e ta đãi các ngươi tùy theo sự ngu muội của các ngươi. Vì các ngươi không có nói về ta cách xứng đáng như Gióp kẻ tôi tớ ta đã nói. Vậy Elipha người Thê Mang, Binh Đác người Sua, Sopha người Naama bèn đi và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Rồi Đức Giê-hô-va nhậm lời của Gióp. Vậy, khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu mình rồi, Đức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người và ban lại cho Gióp gấp bằng hai các tài sản mà người đã có trước hết thảy anh em người, chị em người và những người quen biết gióp từ trước đều đến thăm và ăn bữa với người tại trong nhà người. Chúng chia buồn và an ủi người về các tai họa mà Đức Giê-hô-va đã khiến giáng trên người. Mỗi người để cho gióp một nén bạc và một cái vòng vàng. Như vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho buổi già của gióp nhiều hơn lúc đang thì. Người được 14.000 chiên, 6.000 lạc đà, một ngàn đôi bò và một ngàn lừa cái. Người cũng có bảy con trai và ba con gái. Người đặt tên cho con gái lớn là Yemima, con thứ nhì là Kesia và con thứ ba là Keren Habuk. Trong toàn xứ, chẳng có người nữ nào lịch sự bằng ba con gái của Giót. Cha của họ cho họ một phần cơ nghiệp trong anh em họ. Sau việc ấy, Job còn sống 140 năm. Người thấy các con trai, cháu, chít mình đến đời thứ tư. Rồi Job qua đời. Tuổi cao, tác lớn.